Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Một tuần trôi qua thật nhanh và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng đồng hành trên bản điểm tin phân tích tuần của thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 3, tức là chúng ta còn khoảng tầm 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc coi như là chúng ta sẽ kết thúc quý 1 của năm 2019. Tại sao Hồng Lê lại nhấn mạnh đến việc này? Bởi vì rõ ràng một điều là trong những cái bản tin phân tích từ rất sớm thì Hồng Lê có đề cập đến cái tính chu kỳ của quý 1, thì vậy là chúng ta còn 2 tuần nữa để chúng ta có thể hiện thực hóa lợi nhuận, hiện thực hóa một cái giai đoạn đầu tư của một cái quý đầu năm, và thường là từ năm 2018 2010 cho đến năm 2018 thì trong quý 1 thị trường chứng khoán của Việt Nam đều có một quý tăng điểm rất là tích cực, và quý 1 năm 2019 thì nó cũng đã diễn ra theo đúng lịch sử của các quý trước đó. Thì bản điểm tin ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua và nhận một vài cái nhận định xu thế thị trường trong tuần tới, và chúng ta sẽ phân tích các cái danh mục, các cái cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu mà trong team của chúng ta theo dõi, cũng như các cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên trên tab cộng đồng của kênh YouTube cũng như trên Zoom Zalo dành cho hỗ trợ khách hàng. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu mạnh mà chúng ta theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Và từ bản tin video số 47 thì Hùng Lê cũng đã có đề cập, tức là những mã cổ phiếu nào đã đạt target phân tích hoặc là bị lỗi, tức là khi chúng ta mua về bị lỗi thì sẽ loại ra khỏi cái danh mục phân tích tuần. Đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ làm mới, và dần dần thì chúng ta sẽ hoàn thiện một cái quy trình phân tích, định giá các cái mã cổ phiếu cũng như phân tích thị trường ở trên sóng của chúng ta để làm sao mà Hùng Lê cũng như các anh em trong team sẽ mang đến cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta những cái góc nhìn tốt nhất. Và những cái góc nhìn đó thì nó mang một cái tính chất để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Còn cái quyết định đầu tư hay không thì đấy lại là nó sẽ phụ thuộc vào tất cả của mỗi anh chị của chúng ta. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường thì Hùng Lê sẽ có một vài ý trao đổi với các anh chị trước khi mà vào bản tin, thì cũng ngắn gọn thôi. Cái thứ nhất đấy là trong tuần vừa qua thì một số các anh chị có nhắn tin và hỏi Hùng Lê là cái cách mà Hùng Lê nhận định về target của mã cổ phiếu. Đây, bạn Ngô Phong có hỏi là cơ sở nào để anh đưa ra target như vậy, thắc mắc lớn. Hoặc là một số các anh chị có chat với Hùng Lê ở trên Zalo thì có hỏi là tại sao Hùng Lê lại có thể phán đoán được là ngày hôm nay cổ phiếu này sẽ phải chạy, hoặc là ngày cái thời điểm để cổ phiếu có thể bứt phá lên được dòng tiền. Thì về bản chất thì Hùng Lê quan sát các cái mã cổ phiếu ở trong phiên rất là kỹ. Hùng Lê rất ít khi xem bảng điện, nhưng mà những mã cổ phiếu mà chúng ta đã định ra rồi thì nó sẽ vào một cái list danh mục, và Hùng Lê sẽ thường xuyên theo dõi những cái diễn biến của cái mã cổ phiếu đó ở trong phiên. Đó, chứ Hùng Lê không có quan tâm hết tất cả các bản điện. Và cái target là gì? Target có nghĩa là target là một cái vùng giá mục tiêu. Cái vùng giá mục tiêu mà các anh chị đặt ra, ví dụ như tại sao ngày xưa khi mà cổ phiếu Vinamilk, đúng không ạ? Hùng phân tích ở nền một giá 135, và Hùng có đề cập đến cái target của Vinamilk sẽ đạt được đến ở vùng 150. Thì bản chất là để chúng ta đưa ra được một cái target như thế thì chúng ta sẽ nhìn ở trên hai góc độ, ở góc độ về cơ bản và góc độ về kỹ thuật. Góc độ về kỹ thuật thì chúng ta sẽ nhìn ở các cái điểm kháng cự, các cái điểm hỗ trợ, và đặc biệt là chúng ta nhìn nhìn được cái nội lực của cổ phiếu. Cái nội lực của cổ phiếu khi ở cái vùng giá mà chúng ta định mua. Đó thì chúng ta sẽ xem xét cái nội lực của cổ phiếu ở tại thời điểm đó thì nó có thể đi được đến bao nhiêu. Và cái target hay là cái vùng giá mục tiêu của mỗi một anh chị đưa ra thì nó sẽ khác nhau. Của Hùng Lê đưa ra nó sẽ khác với mọi người khác, dẫn đến như thế thì nó mới mới thành thị trường được. Đó, và cái cách mà Hùng Lê đưa ra thì Hùng cũng chỉ dự 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 kiến, tức là những cái vùng giá đấy là vùng giá dự kiến, và hàng tuần thì nếu như nó đúng theo kịch bản Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê sẽ tiếp tục giữ. Còn nếu nó sai thì chúng ta điều chỉnh kịch bản. Đó, ví dụ như thế, hoặc là ví dụ như là VC VGC đúng không ạ? VGC.
Ở VGC khi Hùng phân tích ở cái nền giá 18 và Hùng đã đưa ra cho các anh chị một cái target của VGC ở vùng giá 22, thì rõ ràng khi đạt được về vùng giá 22 rồi thì có thể là hoàn thành cái target đó, thì nó có thể là đến được hoặc nó không đến được. Các anh chị lưu ý nhé, chứ không phải tất cả những mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích đều có thể đạt được. Hoặc là ngay tại thời điểm này, một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư thì Hùng đang đưa target của KBC nó ở khoảng vùng 17 đến vùng 18. Thì các anh chị cứ thử chờ xem là cái nội lực của KBC có đánh được về đến vùng đó hay không. Còn trên quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng sẽ nhìn ở những cái góc độ nó là những cái cách vận động của cổ phiếu. Thì một câu nói vui, tức là mỗi một mã cổ phiếu thì nó cũng giống như tính cách của mỗi một con người. Thì khi chúng ta đã nhìn được mã cổ phiếu rồi thì chúng ta sẽ tiên lượng cái tính cách của nó sẽ đi như nào và nó sẽ vận động như thế nào. Đó, thì để chúng ta có thể nhận định và phán đoán được một cái target của cổ phiếu. Hay là ví dụ như trong tuần vừa qua, cổ phiếu VRE đúng không ạ? VRE, Hùng Lê đã phân tích cho các anh chị sau khi mà VRE có một cái nhịp test chỉnh không được phép thủng quá về vùng 33. Đó, thì VRE sẽ có một nhịp đánh tiếp, và cái nhịp đánh này thì Hùng Lê có phân tích là cổ phiếu sẽ tiệm cận về vùng 40 đến vùng giá 41. Đấy là cái vùng giá mục tiêu của VRE, nó đánh từ nhịp 33 lên vùng giá 40 đến 41. Thì trong phiên ngày hôm qua, tức là đây hình như là Hùng cũng không theo dõi lắm, tức là cổ phiếu đã đạt được về gần mức 39.8, tức là gần chạm về 40, thì ngay lập tức cổ phiếu sẽ bị gì ạ? Cổ phiếu sẽ bị chỉnh. Các anh chị lưu ý là như thế. Và sẽ chỉnh về đâu? Thì trong cái quá trình Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê luôn tìm được những cái điểm hỗ trợ, những cái điểm hỗ trợ cho khách hàng. Đó, ví dụ như là một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ VRE sẽ mua lại ở vùng nào. Đó, thì Hùng Lê sẽ tiếp tục quan sát cái khả năng vận động giá của cổ phiếu, và tại những cái thời điểm Hùng cảm thấy là có những cái điểm xoay chiều, những cái điểm mà cổ phiếu sẽ có thể xoay chuyển sang một cái xu thế, từ xu thế giảm giá sang xu thế tăng giá, thì Hùng Lê sẽ chat lên ở trên group. Thì khi Hùng Lê chat lên đây thì các anh chị làm một cái ý kiến để tham khảo thôi. Còn các anh chị có thể mua hoặc không mua, đấy là quyết định của anh chị. Đó, ví dụ như là ở trên này Hùng Lê cũng đã khuyến nghị cho các anh chị, ví dụ như là OGC đúng không ạ? VGI, đấy, VGI, đó, hoặc là OGC hoặc TTF vân vân. Thì đấy là những cái mà góc nhìn mà Hùng Lê đưa lại cho cộng đồng nhà đầu tư cũng như những anh chị là khách hàng của Hùng Lê. Thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất mà Hùng Lê chia sẻ. Cái câu chuyện thứ hai mà Hùng Lê chia sẻ là một số các anh chị có chat với Hùng Lê và có hỏi là bây giờ muốn tham gia cái nhóm group mà Hùng Lê hỗ trợ ở trên Zalo thì phải làm như thế nào. Thì Hùng Lê cũng có một ý kiến như thế này, tức là về bản chất thì là một số các anh chị là khách hàng của Hùng Lê thì các anh chị rất hiểu, đó là hiện tại khi các anh chị về giao dịch tại VPS, nếu các anh chị giao dịch ở trên đuôi 1, tức là giao dịch chứng khoán ở trên đuôi 1 thì công ty đang miễn phí, tức là Hùng không có được nhận bất cứ một cái doanh thu hoa hồng nào từ cái đó. Và chỉ có những anh chị nào mà đánh ở trên cái tài khoản đuôi 6 thì khi đó thì Hùng mới có. Và trên tài khoản đuôi 6 thì bên VPS những tài khoản mở mới thì đang xét là 0.15% cho mua và 0.15% cho bán, và 0.1% thuế thì nó sẽ là giống nhau. Còn những cái tài khoản trước thì là xét là 0.2%. Thì như thế là một cái mức cũng khá là ok so với mặt bằng phí. Còn trên đuôi 1 thì rõ ràng là các anh chị đang được miễn phí. Đó. Thế thì là cái việc mà Hùng Lê yêu cầu các anh chị phải là tài khoản ở VPS, bởi vì là cái thứ nhất đó là khi các anh chị về cùng đồng hành với Hùng Lê thì điều đó có nghĩa là các anh chị tin tưởng Hùng Lê. Và khi về đây thì các anh chị sẽ cùng Hùng Lê để xây dựng đội nhóm, để xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn thành công. Đó, thì đấy là cái ý tưởng Hùng Lê. Còn những anh chị, một số các anh chị có bảo là thế thì bây giờ tôi không muốn chuyển về mà tôi muốn là Hùng Lê lập một cái room để thu phí như những người khác. Đó, thì các anh chị phải biết là khi mà các anh chị tham gia các cái room ở trên mạng, Hùng Lê cứ nói nôm na như thế, thì các anh chị phải đóng phí, ví dụ như phí tư vấn là 300.000 một tháng hoặc là 500.000 một tháng tùy từng room. Đó, nhưng Hùng Lê không có làm việc đó, Hùng Lê không có làm việc đó, mà cái mà Hùng Lê đang xây dựng ở đây, đấy là Hùng Lê muốn xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư, các anh chị về cùng Hùng Lê để chúng ta cùng xây dựng, để cùng bổ sung và cùng hỗ trợ nhau phát triển trên cái chặng đường đầu tư.
Đó, và một số các anh chị thì cũng rất hiểu Hùng Lê, đấy là hỏi là thế bây giờ công ty đang miễn phí. Đây đây là một khách hàng của Hùng Lê, cũng mới anh ấy cũng mới chuyển về thôi, nhưng mà anh ấy có hỏi Hùng là tại sao lại dự đoán cổ phiếu chạy bằng đếm nến, vì sao lại dự đoán được vân vân, thì anh có hỏi Hùng như thế. Thì Hùng cũng có giải thích cho anh, và đây đây anh cũng có hỏi là công ty không thu phí thì em lấy đâu ra lợi nhuận. Thì xin thưa với quý anh chị nhà đầu tư, khi Hùng Lê bước chân vào thị trường chứng khoán thì đấy là một cái đam mê từ năm 2010, và từ đó đến nay thì Hùng Lê vẫn, trên góc nhìn của Hùng Lê vẫn là một nhà đầu tư chứ không phải là nhà môi giới. Và rất nhiều các anh chị khi mà Hùng đi gặp thì các anh chị có hỏi thế thì bây giờ em thời gian em đi nói chuyện với chị hoặc là thời gian đi như thế này thì mất rất là nhiều thời gian, vậy thì ai sẽ là người trả công cho Hùng Lê? Thì Hùng Lê cũng có nói chuyện vui đấy là em làm việc vì đam mê. Thì có nhiều người thì nghĩ là Hùng Lê nói như thế là nói theo một cái kiểu gọi là vớ vẩn, nhưng mà thực sự là như thế, và Hùng Lê sẽ chứng minh cho các anh chị là những gì Hùng đang làm thì Hùng những cái phần mà công ty chứng khoán trả cho Hùng Lê thì Hùng sẽ lại chứng minh cho các anh chị luôn bằng số bằng thật luôn. Và cái nguồn thu nhập của Hùng Lê chính thì Hùng Lê vẫn tự trending trên chính tài khoản của mình, tức là Hùng Lê cũng có một khoản đầu tư giống như quý anh chị nhà đầu tư ở đây, và Hùng Lê cũng hàng ngày Hùng Lê cũng có thể mua và bán. Đó thì những cái mã cổ phiếu đẹp, những cái mã cổ phiếu Hùng Lê cảm thấy ok thì Hùng Lê sẽ mua vào, đúng thì Hùng Lê sẽ tiếp tục nắm giữ, sai thì Hùng Lê sẽ cắt bỏ nó ngay từ những cái lỗ đầu tiên. Thì cái quan điểm đó là xuyên suốt tất cả các cái bản tin và tất cả cái phương pháp của Hùng Lê thì Hùng Lê đều có đề cập đến cho quý anh chị nhà đầu tư. Đó, và các anh chị có thể nhận thấy là Hùng Lê luôn luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta không nên xem bảng điện quá nhiều, chúng ta không nên mua mua bán bán quá nhiều. Đấy là góc nhìn của nhà đầu tư chứ không phải góc nhìn của môi giới. Nếu góc nhìn của môi giới thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị cho các anh chị là chúng ta phải mua nhiều lên, bán nhiều lên, mua mua bán bán, mua mua bán bán, thì như thế chúng ta Hùng Lê mới có được nhiều phí. Hùng Lê không có làm như thế. Và cái việc được ở đây là được cái gì? Hùng Lê sẽ được cái sự tin tưởng của cộng đồng nhà đầu tư. Đó. Và cái được thứ hai nữa là Hùng Lê sẽ được làm quen với rất nhiều bạn bè. Bây giờ là khách hàng của Hùng Lê cũng gần như là từ Bắc đến Nam. Các anh chị lưu ý như thế, và mặc dù là Hùng Lê mới làm thôi, nhưng Hùng Lê tin tưởng rằng 1 đến 3 năm tới thì có thể là khi Hùng Lê đi đến tất cả những cái miền quê ở trên đất nước Việt Nam này thì Hùng Lê đều có những khách hàng đó. Và rõ ràng là Hùng Lê chỉ cần alo cho khách hàng bảo anh ơi bây giờ em đến đây thì ít nhất là sẽ có một cái người ở thổ địa ở đó, đúng không ạ? Những quán ăn ngon, những điểm chơi đẹp thì chắc chắn người ta sẽ biết và người ta sẽ dẫn Hùng Lê đi và sẽ rất là happy. Đó, những cái đó các anh chị không thể mua được bằng tiền. Đó, mà Hùng Lê làm những cái việc đó để Hùng Lê có được những cái mà anh chị sẽ không bao giờ nghĩ đến. Và cái việc thứ hai nữa, Hùng Lê được đấy là cái gì? Các anh chị cũng có thể thấy là trên các cái bản tin rất nhiều những dòng comment cảm ơn động viên, và những anh chị cũng có chat, có gửi tin nhắn cảm ơn Hùng Lê. Và thêm một cái điều nữa là các anh chị cũng có thể thấy rằng là các cái lượt view của video của chúng ta, đúng không ạ, thì cũng đã tăng lên rất là nhiều, tăng lên rất là nhiều. Điều đó cũng chứng tỏ rằng là các anh chị là cộng đồng nhà đầu tư cũng dành cái sự quan tâm rất tốt cho Hùng Lê, và nó cũng thể hiện qua một con số, đấy là từ khi Hùng Lê lập kênh thì là số lượng người đăng ký là không người, và đến hiện tại thì chúng ta cũng đã ghi nhận là 1.461 thành viên đăng ký kênh, theo dõi kênh. Mặc dù cái lượt view thì nó lớn hơn rất nhiều, tức là có những anh chị mà xem các bản tin của Hùng Lê nhưng mà có thể là các anh chị cũng chưa biết đăng ký kênh, hoặc là các anh chị cứ cứ gõ từ khóa, có từ khóa để xem bản tin video hàng tuần của Hùng Lê. Thì nhân tiện cái câu chuyện này thì các anh chị cũng nên đăng ký kênh, bởi khi các anh chị đăng ký kênh thì Hùng Lê sẽ ở trên cái tab cộng đồng ở đây ạ. Có những mã cổ phiếu đẹp thì Hùng Lê sẽ post lên đây, để cho các anh chị của chúng ta có thể, đấy là một cái kênh để chúng ta tham khảo. Và Hùng Lê đang dở câu chuyện là Hùng Lê được cái gì và mất cái gì, không có được hoa hồng hay là Hùng Lê đang lấy cái gì để Hùng Lê làm, thì Hùng Lê sẽ chứng minh cho các anh chị. Ok, hình như là bị out ra. Từ nãy đến giờ nó bị out ra không. Các anh chị chờ Hùng một tí, Hùng sẽ chứng minh cho các anh chị thấy là
cái góc nhìn của Hùng Lê nó sẽ rất là khác, nó sẽ rất là khác so với những người làm nghề khác. Đây, các anh chị có thể thấy đây là ngày 5 tháng 3 thì công ty chứng khoán VPS có trả hoa hồng cho Hùng, hoa hồng của tháng 2. Thì các anh chị có thể nhìn thấy số tiền ở đây không ạ? 298.574 đồng. Đấy là số tiền hoa hồng mà Hùng Lê nhận được của tháng 2 từ công ty VPS trả cho Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng có chia sẻ là cái việc mà Hùng Lê làm đây nó không phải nặng về chuyện tiền nong. Và cái chuyện là Hùng Lê tự trả lương cho Hùng Lê tên chính cái tài khoản của Hùng Lê, thì đây là lần đầu tiên Hùng Lê có hiển thị cái này cho các anh chị. Thì thực ra thì cái này nó cũng không lớn đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là giá trị, ở đây là giá vốn là 137 triệu, đúng không ạ? 137 triệu giá vốn. Thì hiện tại có những mã thì đã về rồi, có những mã thì đã về đến tài khoản và có những mã thì chưa về đến tài khoản. Và hiện tại thì Hùng đang đạt được một cái mức, ngày hôm nay thì OGC rất tiếc là OGC không có đóng trần được. Còn nếu đóng trần được thì Hùng đã có một cái mức lãi khoảng gần 10% trên giá vốn. Đây là một số thì Hùng đã tất toán rồi. Còn một số thì Hùng đang nắm giữ. Ví dụ là những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị. Ví dụ như VGI đúng không ạ, OGC, đó, TLH, TTF. Đó, hoặc là một số mã khác thì Hùng Lê cũng tự trending trên tài khoản. Và hiện tại thì mức lãi hiện tại đang ghi nhận nhé. Cái mức lãi này ghi nhận tức là ghi nhận ở trên cái giá đóng cửa của ngày hôm nay, tức là 6,7% đấy, trên cái lượng vốn mình đầu tư. Đó thì cái chính thế thì các anh chị có thể so một con số là hiện tại là 9,2 triệu đúng không ạ? Và trên cái số là 289 trên một tháng. Còn cái này chỉ có mới mấy ngày thôi anh chị ạ. Cái này là gần như là Hùng mới có những cái thì chưa về, nhưng có những cái là tất cả gần như những mã cổ phiếu này của Hùng Lê đang khoảng tối đa là T4 đến T5. Đấy, ví dụ OGC là hôm nay mới về đến tài khoản xong. Đó thì là trong vòng một tuần thôi, có khi trong vòng một tuần thì Hùng Lê đã có thể kiếm lãi được khoảng tầm từ 7-8% trên chính cái lượng tài khoản Hùng đầu tư. Đó, thì Hùng Lê, tất cả những mã cổ phiếu mà Hùng Lê nhìn thì Hùng Lê đều nhìn ở trên một cái góc độ, đấy là trên một góc độ của nhà đầu tư, chứ không nhìn ở trên góc độ của môi giới. Và chính vì như thế nên là khi mà các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì gần như là các anh chị sẽ được hưởng rất nhiều những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại. Hùng Lê phải khẳng định là như thế. Bởi vì giá trị mang lại của Hùng Lê là giá trị của nhà đầu tư, chứ không phải giá trị của môi giới. Các anh chị lưu ý một điều như thế. Và tại vì sao Hùng Lê vẫn yêu cầu các anh chị là bây giờ Hùng Lê chưa thể hỗ trợ các anh chị ở trên Zoom Zalo được. Bởi vì là thứ nhất là chưa thể là làm lại cái Zoom cộng đồng, bởi vì nó cũng có rất là nhiều các cái yếu tố mà chúng ta có thể phải lùi lại việc đó. Và các anh chị khi chúng ta về với Hùng Lê thì đấy là về với những nhà đầu tư, các anh chị lưu ý, về với những nhà đầu tư và chứ không phải về với góc độ là môi giới. Hùng Lê là môi giới thì Hùng Lê đã chứng minh cho các anh chị là cái tiền hoa hồng mà công ty chứng khoán trả cho Hùng Lê trong một tháng với cái hoa hồng, cứ tạm gọi là cái hoa hồng mà Hùng Lê tự trending trên chính tài khoản của Hùng Lê trong vòng T5, hình như là khoảng tầm T5 đến T6, đấy là T5 đến T6 gì đó, thì các anh chị cũng có một cái con số tiên lượng để các anh chị so sánh, để các anh chị hiểu là Hùng Lê làm như thế thì Hùng Lê được cái gì và mất cái gì. Đó, thì Hùng Lê được rất nhiều thứ, được có nhiều người ở trên Facebook còn gọi Hùng Lê bằng thầy, thì Hùng Lê cũng không dám nhận là thầy, bởi vì rõ ràng Hùng Lê cũng chỉ là, đây, có một anh chị nào Hà Thị Trung Nguyễn. Hùng Lê không dám nhận là thầy bởi vì Hùng Lê cũng chỉ là một nhà đầu tư và Hùng Lê có một tí tẹo kiến thức ở trên thị trường, và Hùng Lê chia sẻ để tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng làm theo và cùng cố gắng làm sao đó để chúng ta tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán.
Còn thầy là những người mà suốt ngày quảng cáo tuyệt đỉnh công phu chứng khoán, rồi những người suốt ngày quảng cáo với các anh chị đấy, các cái lớp học về chứng khoán, rồi các anh chị phải đóng tiền 5 triệu, 10 triệu để tham gia một cái lớp học gì đấy, ABC, XYZ, thì cái việc đó Hùng Lê không có đề cập đến ở đây. Thì đấy mới là những người thầy, còn Hùng Lê chỉ là một nhà đầu tư và Hùng Lê có được một ít kiến thức thì Hùng Lê sẽ share lên và đồng hành cùng với tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Đó thì là Hùng Lê có một vài câu chuyện chia sẻ trước khi chúng ta sẽ vào cái việc phân tích thị trường chính của ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một tí chỉ số Dow Jones. Thì sau khi Dow Jones đã chạm về khoảng 25.500 thì Dow Jones đã có một cái mức bật lên. Tuy nhiên là cái việc bật này lên hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái sức mạnh của Dow Jones, xem thử là đây là một cái nhịp hồi để xuống tiếp hay là như thế nào. Thì khả năng là Dow Jones của phiên tối ngày hôm nay thì nó cũng sẽ có những cái tín hiệu chúng ta có thể theo dõi. Còn Shanghai thì cũng đang lình xình đi ngang, Nikkei thì cũng như vậy, cũng đang lình xình, nó cũng gần giống như, tương tự như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Và điều đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm lại họ VIX. Đối với VIX thì rất may là trong tuần vừa qua VIX có một cái trạng thái đi ngang để sẽ đánh dấu lại cái điểm ngày mùng 8, tức là ngày kết phiên của tuần trước, để chúng ta có thể tiện theo dõi phân tích ở trên này thì nó sẽ dễ hơn. Tức là chúng ta sẽ đánh dấu lại, chị chờ một tí, nó đang đó. Thì đây là mùng 8, ngày mùng 8 đúng không ạ, ngày mùng 8 tháng 3, ngày mùng 7. Đây các anh chị, đánh dấu bị lệch mất một ngày. Đó, thì đây là ngày mùng 8 tháng 3, tức là sao? Đúng rồi, ngày mùng 8 tháng 3. Thì trong tuần vừa qua, rất may là VIX vẫn có một cái nhịp đi ngang để giữ nhịp cho thị trường. Hiện tại đối với VIX thì một nền đi ngang như thế này thì Hùng Lê cũng không thể phán đoán được những cái xu thế tiếp theo. Nhưng mà quan điểm của Hùng Lê thì VIX chúng ta cũng không thể tham gia đầu tư ở trong giai đoạn này. Và nếu như các anh chị lưu ý là những anh chị nào đang cầm nắm VIX thì chúng ta sẽ có một cái ngưỡng ở đây, tức là cái ngưỡng dưới khoảng tầm giá 116.5. Nếu vùng 116.5 bị thủng với vol đạt khoảng tầm từ 2,5 triệu đến 3 triệu cổ phiếu thì đấy là lúc mà VIX sẽ điều chỉnh. VHM thì Vinhome thì trong những cái kịch bản trước đây thì cũng có đề cập đến là Vinhome sẽ cần chỉnh lại về nhịp 85 để coi như có thể Vinhome có thể đi tiếp. Thì trong tuần vừa qua thì sau khi chạm về vùng 890 thì Vinhome đã có một nhịp bật lại. Và trong phiên ngày hôm nay thì Vinhome có một khối lượng phân phối khá là lớn. Còn trên quan điểm hiện tại thì Hùng vẫn bảo lưu quan điểm là từ khi mà Vinhome chạm được về vùng cao nhất ở đây là khoảng vùng 97 thì Vinhome sẽ cần phải trả về khoảng vùng 85. Thì cũng có thể là sau cái nhịp này, ở đây thì Vinhome sẽ trả về vùng 85 ở đây. Trả về vùng 85 sau đó thì từ vùng này tích lũy lại thì khi đó chúng ta sẽ nói tiếp về câu chuyện của Vinhome. VRE, đối với VRE thì trong tuần vừa qua rất nhiều những anh chị nhà đầu tư của Hùng Lê đã chốt được VRE, mua được VRE và chốt được VRE trong phiên ngày hôm qua. Khi mà VRE tiệm cận đến vùng 40 thì Hùng đã có những cái bản phân tích, đúng không ạ? Trong những bản phân tích trước thì Hùng có đề cập đến là VRE trong nhịp này, nếu như VRE thỏa mãn điều kiện thứ nhất là không thủng vùng 33 thì VRE sẽ có 1 đến 2 phiên tích lũy trở lại và sẽ đánh tiệm cận về vùng 40. Đó, sẽ đánh về tiệm cận về vùng 40. Nhưng mà khi đánh về vùng tiệm cận 40 thì VRE cần phải nghỉ ngơi. Đây Hùng Lê sẽ cho các anh chị đây. Ngoài cái việc là Hùng Lê tư vấn cho các anh chị ở trên Zoom nhé, thì Hùng Lê có những khách hàng thì Hùng Lê còn chat riêng, hỗ trợ riêng. Và thậm chí là đây các anh chị cũng có thể thấy là lúc này là 11:15 thì Hùng Lê mới, tức là ngày 13 thì Hùng có về đến vùng 38 đến 38.5 nghỉ ngơi. Đó, xong đó thì sẽ đánh lên cái vùng giá mục tiêu. Đó thì đấy là những cái giá trị mà Hùng Lê hỗ trợ khách hàng, mặc dù là Hùng Lê cũng khá là bận. Thì khi VRE chạm tiệm cận về vùng 40 thì rõ ràng một điều là về đến cái vùng target như thế thì thường thường là bao giờ nó sẽ có một cái lực chốt lời, và dẫn đến cái việc là ngày hôm qua thì đã có một cái lực chốt lời rất là lớn. Còn phiên ngày hôm nay thì
thì VRE có một cái cây nến rút lên, nhưng mà như thế này thì nó cũng sẽ chưa ok. Và có thể khả năng trong tuần tới VRE sẽ tiệm cận chạm về vùng 35.5 đến vùng 36 ở đây. Hùng Lễ đã để sẵn ở đây rồi. Và khi VRE tiệm cận về vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở VRE. Với những anh chị nào mà chúng ta đã chốt được VRE ok rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để nếu như có cơ hội để đầu tư tiếp VRE ở trong nhịp này, trong nhịp đánh này thì chúng ta sẽ tiếp tục mua VRE ở sau cái nhịp chỉnh và chúng ta sẽ chờ một cái target cao hơn của VRE ở một nhịp đánh này. Thì xu thế hiện tại thì VRE sẽ chỉnh tiệm cận về khoảng vùng 35.5 đến vùng 36 ở trong tuần tới, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VRE ở trong tuần tới. Hùng Lê tạm thời tắt những cái này đi, tại vì để những cái này thì nó cũng sẽ hơi bị nặng. Chúng ta cùng đi qua một số các cái mã cổ phiếu về dầu khí gas. Đối với gas, đúng không ạ? Đối với gas thì Hùng Lê cũng trong tuần vừa qua, Hùng Lê cũng có đưa cho các anh chị một cái điểm từ vùng 97 đến vùng 100. Tức là thủng một trong hai ngưỡng thì chúng ta sẽ phải xử lý đối với cổ phiếu gas. Và hiện tại thì ngày hôm nay gas đẩy về được trên vùng giá 100. Trên vùng giá 100, tức là vẫn ok, tức là trên cái vùng tiệm cận trên của Hùng Lê có đề cập đến, thì như thế là những cái tín hiệu của gas vẫn đang ổn, tức là gas vẫn chưa bị điều chỉnh. Gas vẫn chưa bị điều chỉnh mạnh, và ở khoảng vùng 102 thì gas có vùng cản ở đây. Và chúng ta sẽ cùng chờ ở trong tuần tới, nếu như gas mà vượt qua được vùng 102 thì như thế. Gas vượt qua được vùng 102 thì như thế là từ cái nhịp chỉnh này thì khả năng gas sẽ đánh về quanh khoảng vùng giá 110. Quanh vùng giá 110 của cái nhịp này thì chúng ta sẽ, đối với gas thì chúng ta tiếp tục quan sát của gas. PVD, đối với PVD thì trong tuần trước, đúng không ạ? Trong bản tin tuần trước thì Hùng Lê đã bẻ kịch bản của PVD. Sau khi mà PVD Hùng phân tích về đến vùng giá mục tiêu là vùng giá 19 thì Hùng Lê tiếp tục bẻ kịch bản của cổ phiếu này. Bởi vì Hùng Lê thấy rằng những cái yếu tố nội lực của cổ phiếu vẫn đang còn, và khả năng là cổ phiếu này sẽ test chỉnh tối đa, không được phép thủng vùng giá 18, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại những bản tin. Những bản tin của Hùng Lê thì nó sẽ tồn tại ở trên YouTube mãi mãi, trừ khi là kênh YouTube bị phong tỏa hoặc là không tồn tại nữa thôi. Bởi vì quan điểm của Hùng Lê là đúng hay sai, điều đấy không quan trọng. Nếu đúng, chúng ta sẽ nắm giữ và chúng ta tiếp tục gia tăng thị trọng cổ phiếu. Nếu sai, chúng ta sẽ cắt bỏ cổ phiếu ngay từ những cái thua lỗ đầu tiên. Đấy là nguyên tắc. Và Hùng Lê thì phân tích thì cũng có những cái đúng, có những cái sai. Đấy là đương nhiên, đúng không ạ? Và PVD thì đã chỉnh chạm về vùng 18 và Hùng Lê đang thấy có những phiên. Và nếu đúng theo kịch bản về phân tích của cái nhịp này thì trong tuần tới, phiên thứ 2 hoặc phiên thứ 3 tuần tới, PVD phải có những cái lực đánh, những có lực đánh vượt đỉnh, tức là vượt vùng giá 19. Và sau khi vượt vùng giá 19 thì như thế PVD sẽ tiệm cận về vùng 21. Sẽ tiệm cận về vùng 21 ở trong nhịp đánh này. Tức là từ vùng 18 đến vùng 21 thì Hùng Lê tiếp tục bẻ kịch bản của cổ phiếu PVD. Còn trên xu thế hiện tại thì PVD vẫn đang có một cái sự lình xình, và cái sự lình xình này phải kết thúc sớm thì cổ phiếu mới đi được tiếp. Còn nếu mà phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới dòng tiền không vào, không đánh vượt thoát đến vùng 19 thì như thế là cái kịch bản của chúng ta phân tích bị sai. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ PVD thì cũng có thể là chúng ta chủ động để chúng ta ra hàng. Đối với PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với PVS thì Hùng cũng sẽ bẻ kịch bản ở trong cái nhịp này, tức là PVS không được phép test chỉnh quá, thủng quá vùng giá 20.5. Thì rõ ràng một điều, xin lỗi cả nhà, là cái này nó lại bị mất. Cái phiên bản mới của Amin này nó rất khó đánh cái dấu ở đây. Không hiểu sao nó lại khó như vậy. Cái phiên bản cũ thì Hùng đánh rất là dễ, nhưng mà phiên bản mới này...
Không hiểu nó bị cái gì mà lại không đánh được. Ok, PVS thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của PVS ở trong nhịp này, tức là PVS sẽ không được phép thủng vùng 20.5 và PVS cũng sẽ phải cần dòng tiền ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để đánh vượt thoát vùng đỉnh cũ 22. Thì khi PVS vượt thoát được vùng 22 thì như thế chúng ta sẽ chờ PVS ở trong nhịp này sẽ tiệm cận về khoảng vùng 24 đến vùng 25. Đến vùng 24 đến vùng 25 thì trước hết là PVS sẽ cần phải có được một cái dòng tiền kích hoạt lại trong tuần tới, và Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của PVS sau khi Hùng phân tích từ nền 19 về nền 22 rồi, đã đạt rồi, thì bây giờ Hùng tiếp tục bẻ tiếp kịch bản của PVS. Chúng ta cùng đối với dầu khí Hùng phân tích luôn mã PVB. PVB thì nó cũng mang một cái tính 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 đầu cơ khá là cao, tức là khi mà cổ phiếu này chạy thì anh chị có thể nhìn thấy những cái nước chạy nước rút rất là nhanh, tức là đánh rất là nhanh, rất là sốc. Thì hiện tại thì phiên ngày hôm nay PVB cũng đã có một cây nến lấy lại, như thế là hết sức là tích cực. Và cái target của Hùng đặt ra đối với PVB là khoảng vùng giá 22, ở trong cái nhịp đánh này chắc là tiệm cận về khoảng vùng 22. Một mã cổ phiếu nữa BSR Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên trên Zoom. Thì đối với BSR Hùng đang quan sát rất kỹ cổ phiếu này, các anh chị lưu ý là như thế. Hùng đang quan sát rất kỹ cổ phiếu này và quanh nền giá 14. Quanh nền giá 14 là nền giá mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị, có thể thậm chí là các anh chị có thể gom từ vùng nền 13.5, từ 13.5 đến vùng giá 14, có thể mở mua 1/4 đến 1/5 số định mua ở quanh vùng này để chúng ta lấy vị thế. Và khi có những cái điểm xoay chiều, có những điểm bẻ gãy quanh vùng 14 thì đó Hùng Lê sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với BSR. Còn trên xu thế hiện tại thì BSR vẫn chưa 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 cái lực đánh của BSR nó cũng chưa đủ mạnh, và điều đấy cũng rất là dễ hiểu bởi vì BSR cũng đang ở một cái dạng trạng thái tích lũy. Thì đối với mã cổ phiếu BSR Hùng đã khuyến nghị rồi, các anh chị quan tâm trở lại đối với cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi mã BVH. BVH. Đối với BVH thì đã phân tích xuyên suốt tất cả các cái bản tin thì Hùng vẫn đánh giá là BVH khả năng thì vẫn lình xình thế này thôi, và có đi được thì cũng sẽ tiệm cận đến vùng 100, và sau đó thì BVH lại có những nhịp test chỉnh. Đây là một mã cổ phiếu giữ nhịp cho thị trường, và chúng ta cũng sẽ không sử dụng mã này để chúng ta đầu tư Vinamilk. Đối với Vinamilk thì một số các anh chị có hỏi lại Hùng Lê là sẽ bắt Vinamilk ở vùng nào, thì Hùng Lê cũng có khuyến nghị các anh chị rồi. Chúng ta sẽ quan sát Vinamilk ở vùng giá 135. Tại vùng 135 này thì Vinamilk cần phải tích lũy lại được, Vinamilk cần phải tích lũy lại được và vượt thoát lên được. Còn nếu tại vùng 135, các anh chị lưu ý tại vùng 135 cổ phiếu Vinamilk thủng vùng 135 thì Vinamilk sẽ bị đánh về quanh vùng 125, đấy là về một cái vùng thấp hơn ở đây. Thì với cái việc bắt đáy thì Hùng Lê không có khuyến nghị. Đấy là các anh chị thích thì các anh chị hỏi thì Hùng Lê có trả lời, nhưng Hùng Lê không bao giờ ra tay để bắt những cái mã cổ phiếu như thế này, bởi vì ra tay bắt như thế này thì rõ ràng một cái điều là chúng ta sẽ rất khó để tiên lượng là cổ phiếu nó sẽ đi như thế nào, và chúng ta có rất nhiều các cái mã cổ phiếu khác đẹp hơn, an toàn hơn. Tại sao chúng ta lại không tham gia mà chúng ta lại phải làm những cái việc nó quá khó? Đối với SAB thì Hùng đã phân tích cũng xuyên suốt, đấy là nền giá 240, đúng không ạ? Nền giá 240 là một cái nền hỗ trợ của SAB, và khi cổ phiếu này chưa thủng cái nền 240 thì cái cơ hội đi tiếp hoặc là những dư địa đi tiếp của SAB vẫn còn. Tuy nhiên cổ phiếu này thì thanh khoản cũng khá là thấp, và cái việc mà chúng ta mua thì chúng ta cũng sẽ hơi 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 khó chịu. Còn xu thế hiện tại của SAB thì Hùng vẫn đánh giá là SAB vẫn đang có một cái nhịp tăng để giữ nhịp cho thị trường. Khả năng SAB sẽ đánh trong tuần tới thì khả năng sẽ có những phiên mà SAB sẽ tiệm cận lại về vùng giá 260. Thì cái vùng 260 vẫn là một cái nền giá mà cổ phiếu này đánh mãi không thủng, phải nói là như thế. Và chúng ta sẽ xem các yếu tố tạo lập của cổ phiếu này để chúng ta xem là cái mức đi tiếp của cổ phiếu này như thế nào, thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chạm về vùng 260. 260 ở đây, vùng 260 đến vùng 265. Đấy, khả năng cổ phiếu sẽ chạm về vùng này ở trong 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 tuần tới, với một cái lực đánh hiện tại như thế này.
VRIC. Đối với VRIC hiện tại thì rõ ràng là khi VRIC tiệm cận về cái đường cản trên thì VRIC đã có những phiên dội xuống và tích lũy lại vùng nền, thì với những biến động hiện tại của VRIC thì cũng chưa có những cái yếu tố đột biến để chúng ta tham gia mã cổ phiếu này, và cái xu thế chung thì vẫn là xu thế đi ngang hoặc là xu thế giảm giá. Bởi vì trên đường MACD thì đang khá là xấu, trên đường MACD thì tín hiệu của cổ phiếu này đang khá là xấu. Thì những anh chị nào mà đang cầm nắm cổ phiếu này thì các anh chị cũng lưu ý là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này thì từ vùng 114 đến vùng 117 ở đây. Thì khả năng là cổ phiếu này sẽ lại rơi lại về vùng cạnh trên, tức là sẽ chạm về ở trên cái vùng 114 ở đây. 14 ở trong tuần tới, 117. Và từ đó, từ vùng 117 thì VRIC sẽ có những cái động thái tiếp theo, thì chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu này ở trong tuần tới để có những cái hướng hành động tiếp theo. MSN. Đối với Mansan thì ngày hôm nay Mansan đã có một cái phiên chỉnh rồi. Xu thế của Mansan giảm giá hiện hữu khi mà Mansan có một cái vùng nền ở đây là cái vùng vùng nền ở đây là vùng nền 90. Vùng nền 90 Mansan chỉ chật mãi không vượt qua được, thì sau đó thì Mansan đã rơi, thì phiên ngày hôm nay là phiên rơi rất là mạnh của Mansan, và xu thế hiện tại thì dòng tiền vào của Mansan cũng đang rất là yếu. Đường MACD xấu và những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là cổ phiếu này cũng đang rơi vào một xu thế giảm giá, thì với những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu Mansan chúng ta lưu ý. Chúng ta cùng đi các mã cổ phiếu của ngành ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích qua cổ phiếu ACB. Một điều đặc biệt ở trong tuần vừa qua, đó là phiên thứ 6, kết phiên thứ 6 tuần trước thì Hùng Lê thấy rằng là các cổ phiếu trụ thì đang chỉnh khá là mạnh, và cái dòng tiền mà kích hoạt vào các cổ phiếu ngành ngân hàng thì nó không có. Nhưng mà đến phiên thứ 2 tuần đầu tuần thì cái dòng tiền nó lại luân chuyển sang cổ phiếu ngành ngân hàng, và nó đánh thoát lên ở trong cái phiên ngày thứ 2 để giúp VN Index của chúng ta vượt qua vùng 1.000 điểm. Vượt qua vùng 1.000 điểm thì nhờ công rất lớn, đấy là các cái cổ phiếu của ngành ngân hàng. Thì đối với cổ phiếu ACB là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích cho các anh chị từ rất lâu, và gần như tất cả những cái bản tin nào thì Hùng Lê cũng có đề cập đến mã cổ phiếu này, bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu cơ bản tốt. Tuy nhiên mông của nó rất là nặng. Một số các anh chị cho rằng là cổ phiếu này nó phải cái mông của nó phải nặng mấy tạ, thì đúng thật là như thế. Vùng giá 29 ACB trì chật cũng rất là nhiều tuần. Và Hùng đánh giá rằng ở trong thời điểm hiện tại, vùng giá 29 là một cái vùng điểm giá xoay chiều của ACB rất là tốt. Và trên cái xu thế hiện tại thì Hùng Lê trong những cái bản tin trước đây thì Hùng Lê có đề cập đến việc là Hùng Lê đang chờ đợi một cái dòng tiền tạo lập đến từ cổ phiếu ACB. Và cái dòng tiền tạo lập đó thì Hùng cũng đã tiên lượng là trong cái thời gian này thì dòng tiền đó sẽ đến. Và nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là nếu mà thuần về kỹ thuật thì ACB đã có một cái nhịp chỉnh cũng khá là đẹp. Từ vùng 45 và chạm về vùng giá 30, như thế là một cái mức chỉnh rất là đẹp. Và nếu mà xét về lý thuyết về sóng Elliott thì gần như ACB cũng đã có những cái sóng chỉnh 1, sóng chỉnh 2 và sóng chỉnh 3 ở đây. Chỉnh 1, hồi, chỉnh và hồi. Thì đây là một cái nhịp sóng hồi này của ACB. Hùng sẽ đã lấy mốc ở đây, tức là ở vùng giá ở đây là các anh chị xem lại ở đây, hình như đâu đó nó khoảng vùng giá 20, chị chờ một tí, tức là Hùng sẽ lấy ở đây vùng giá 26.5. Tại vùng giá 26.5 này thì ACB sẽ cần những cái yếu tố hỗ trợ về dòng tiền để có thể đánh bật lên. Và cái điểm mà gần đây nhất mà ACB tiệm cận lại thì Hùng đánh giá rằng trong nhịp này ACB sẽ tiệm cận lại về vùng giá 35 cái đó. Trong nhịp đánh này ACB sẽ là một trong những cổ phiếu lead dòng của trên sàn HNX và sẽ tiệm cận về vùng 35. Thì bản thân là Hùng Lê vẫn đang cầm nắm ACB, nhưng mà không phải ở trên tài khoản VPS, mà Hùng Lê đang có một tài khoản đầu tư lâu dài, tức là cái tài khoản đấy là đầu tư những mã cổ phiếu có thể mua đi quên đi 3 năm 5 năm. Bởi vì Hùng có một cái cách đầu tư nó sẽ khác với lại mọi người, thì hiện tại thì ACB Hùng sẽ tiên lượng là ACB sẽ về đến vùng giá 35, và tại vùng giá 35 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát
ACB ở vùng 35, và cái mục tiêu về vùng giá 4x của ACB thì Hùng vẫn kỳ vọng, đấy là cái giá kỳ vọng của Hùng Lê, và các anh chị cũng nhớ đâu đó một cái bản tin Hùng Lê có phân tích về mã cổ phiếu ACB. Thì hiện tại thì ACB thì những tín hiệu hiện tại đang khá là ok, khá là tốt. Thì Hùng đánh giá là cái lực tăng của ACB có thể đến ở trong tuần tới và một trong những cái cổ phiếu dẫn dắt của sàn HNX. Chúng ta cùng đi Vietcombank. Đối với Vietcombank thì Vietcombank đã có một tuần tăng điểm hết sức là ấn tượng, vượt thoát được cái vùng đỉnh cũ ở đây, đấy là vùng giá 64, và hiện tại thì đang đóng cửa vùng giá 66. Thì Vietcombank cũng đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực. Tuy nhiên là phiên ngày hôm nay thì đã có một lượng lớn các nhà đầu tư chốt lời của Vietcombank. Điều này cũng sẽ rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là khi mà một cái lực tăng mạnh như thế, một lực tăng lớn như thế thì sẽ có một cái lực chốt lời. Và đối với Vietcombank, cơ hội để đi tiếp còn hay không thì các anh chị quan sát giúp Hùng Lê ở vùng giá 65, và thậm chí ok vùng giá 65, nếu như Vietcombank vẫn trụ được trên vùng giá 65, có những phiên vượt thoát tích lũy ở quanh vùng này, thì cái việc mà Vietcombank tiếp tục đánh lên, cơ hội sẽ còn. Tuy nhiên ngược lại, nếu như Vietcombank thủng vùng giá 65 với vốn đạt khoảng tầm từ 3 đến 5 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng sẽ xem xét để hiện thực hóa lợi nhuận đối với cổ phiếu Vietcombank. Chúng ta cùng đi BID. Đối với BID thì cũng là một tuần tuyệt vời của BID, và đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê vẫn luôn luôn phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư. Nền giá 33.5 trong cái phiên tuần trước Hùng Lê có đề cập đến, đấy là phiên ngày 5 tháng 3 khi mà BID có một lực đánh mạnh lên. Thì trong phiên đó thì một số các anh chị hỏi là có mua ở vùng giá 35-36 không, thì Hùng bảo là không nên mua, và chúng ta sẽ chờ những phiên test chỉnh, và test chỉnh không được phép thủng cái vùng 33.5, tức là cổ phiếu vẫn ở trên cái ngưỡng 33.5, thì cái dư địa để đi tiếp của cổ phiếu này vẫn đang còn. Và sau đó thì đã có một cái phiên ở đây, phiên bứt thoát vượt lại, thì đây là những cái phiên xác nhận. Và trong phiên cuối tuần ngày hôm nay thì BID đã có một mức tăng ấn tượng, và với một lực đánh khoảng lớn hơn 3 triệu cổ phiếu, thì như thế là cái dư địa để BID tiếp tục tăng ở trong cái nhịp đánh này là vẫn còn. Và BID sẽ tăng về đâu ở trong nhịp đánh này thì Hùng đánh giá rằng là khả năng thì BID sẽ tiệm cận, trước hết là sẽ tiệm cận về vùng 40. Thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cổ phiếu này. Đối với BID thì hiện tại đang rất ok, rất là đẹp từ vùng giá 33.5. Và vùng giá 33.5 là vùng giá mà Hùng Lê đã phân tích ở trong bản tin video tuần trước, các anh chị có thể xem lại. CTG, đối với CTG thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng Lê ở trên Zoom là CTG thì có bán không? Đó, có bán không thì Hùng Lê cũng có trả lời là đối với CTG thì hiện tại chúng ta chưa nên bán. Bởi vì hôm đấy thì có một bạn nào nhỉ? Bạn nào có hỏi Hùng CTG? Đây, Hùng cũng trả lời luôn, CTG chưa bán lúc này. Tiếp tục cầm nắm về mục tiêu, Hùng đánh giá CTG sẽ có một cái nhịp đánh cao hơn, và ACB thì có thể chạm vùng giá 34 đến 35 của nhịp đánh này, và quan trọng là dòng tiền cần phải đổ vào ACB trong phiên hôm nay và cần quan sát thêm. Đó, thì đấy là những cái giá trị Hùng Lê luôn dành cho khách hàng, bởi vì là công thương thì các anh chị xem các cái bản tin của Hùng Lê từ rất sớm, đúng không ạ? Hùng đã đánh giá rằng cái nền tích lũy công thương quanh 18 khá là tốt. Và đến một cái điểm xoay chiều tiếp theo của công thương sau khi mà đánh vượt thoát từ vùng 18, đấy là vùng 20 đến vùng 20.5. Hùng Lê luôn nhắc cái vùng này để cho các anh chị của chúng ta có thể theo dõi. Và cái vùng này tại sao Hùng lại luôn đề cập ở những cái vùng giá gom, những cái vùng giá xoay chiều hay những cái vùng giá mục tiêu, để giúp quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có một cái tham khảo về một cái điểm tì của cái cổ phiếu. Thì đối với hiện tại của công thương thì Hùng đánh giá rằng công thương sẽ trước hết là công thương sẽ chạm về vùng 24 đã, bởi vì vùng 24 thì cũng có một cái cản khá của công thương. Nhưng mà Hùng đánh giá rằng cái cản 24 của công thương nó không mạnh, bởi vì rằng từ những yếu tố tạo lập như hiện tại thì công thương sẽ có khả năng sẽ dễ dàng vượt qua vùng giá 24. Và cái mục tiêu của công thương ở trong nhịp này thì Hùng sẽ đánh giá là công thương sẽ có thể chạm về vùng 26.
chạm về vùng 26 ở trong cái nhịp đánh này đối với công thương. Và cái lúc nãy thì Hùng cũng có giải thích rồi, cái vùng giá mục tiêu thì Hùng thường là xem cái nội lực của cổ phiếu, Hùng sẽ thường thường Hùng sẽ xem cái nội lực của cổ phiếu, xem là nội lực của cổ phiếu sẽ đi được đến đâu. Thì khi chạm về vùng 24 thì có khả năng sẽ test chỉnh một tí tẹo và sau đó thì dòng tiền sẽ kích hoạt trở lại và đẩy công thương về vùng giá 26. Thì đối với công thương các anh chị vẫn hoàn toàn yên tâm có thể nắm giữ, và đây là một mã cổ phiếu Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mua từ rất là lâu rồi. Chúng ta cùng xem MBB. Hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích ít cổ phiếu hơn, bởi vì hiện tại những cái mã cổ phiếu mà cần có những cái điểm mua, MBB thì hiện tại thì vẫn là một cái tuần đi ngang, hiện tại thì cứ tạm xem như là đi ngang. Và các anh chị lưu ý cho Hùng đối với MBB ở quanh vùng giá khoảng vùng giá 22 đến vùng giá 22.3, nếu vùng này không thủng và khả năng thì trong cái nhịp này hai phiên test quanh vùng này rất là đẹp thì cái dư địa để mà MBB tăng ở trong cái nhịp này tăng chung với dòng ngân hàng thì vẫn còn và sẽ tăng về đâu thì khả năng là sẽ chạm về khoảng vùng 24 đến vùng 25. Nếu như cổ phiếu này đánh khỏe thì sẽ trong nhịp này sẽ tạm thời là sẽ đánh tạm về đó. Còn cổ phiếu ngân hàng STB thì Hùng sẽ không phân tích nữa. Hùng sẽ đi phân tích ba mã cổ phiếu chứng khoán, trong đấy thì hai mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua. SSI từ vùng nền 26.5, từ vùng nền 26.5 thì đã 26 đến vùng 26.5 thì đó Hùng không nhớ rõ nữa bởi vì là cũng rất là dài rồi. Thì trong cái kịch bản của tuần trước đó thì Hùng có đề cập đến là khả năng thì SSI sẽ test chỉnh lại về quanh vùng đây Hùng đã vẽ trước ở quanh vùng khoảng vùng 27. Tuy nhiên là cổ phiếu SSI là rất là mạnh, rất là khỏe và nó chỉ chỉnh nhẹ về, tức là chạm ở trên này thôi, quanh vùng 28.2. Và sau đó thì tiếp tục có những phiên đánh lên. Thì với SSI thì chúng ta sẽ cùng chờ ở một cái target gần của SSI ở vùng giá 30. Thì hiện tại bây giờ là đóng cửa vùng 29.5 rồi. Chúng ta sẽ chờ cái cổ phiếu này sẽ vận động như thế nào ở vùng giá 30. Thì sang tuần tới và từ cái vận động đó thì Hùng Lê mới có thể tiếp tục phân tích những cái điểm chạy tiếp theo của cổ phiếu này cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì đối với SSI là như vậy. Đối với VND thì cũng có đánh giá rằng cái nền cái điểm mà VND có thể bứt thoát được là quanh vùng giá 17.5. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền vào VND cũng khá là yếu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì nó cũng chưa cho thấy rằng cổ phiếu này có thể bứt phá mạnh, tức là cái nền 17.5 vẫn là một cái nền tích lũy của cổ phiếu này thôi. Hùng sẽ phân tích qua cổ phiếu HCM thì Hùng không có khuyến nghị. HCM thì Hùng không có khuyến nghị. Tuy nhiên là trong tuần trước thì Hùng có bẻ cái kịch bản của cổ phiếu HCM là có thể test chỉnh tối đa về quanh vùng 28.4 và từ đây thì cũng có thể đánh tiệm cận lại về vùng đỉnh cũ, đấy là khoảng vùng giá 35. Vùng giá 35. Và trên góc nhìn kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang thấy rằng những hai phiên gần đây rất tích cực và khả năng thì các anh chị lưu ý nhé, những ai mà đang có nắm giữ cổ phiếu này thì lưu ý giúp Hùng Lê ở quanh vùng giá 30.3. Nếu như sang tuần tới HCM sẽ có 1 đến 2 phiên nữa sẽ chạm quanh vùng 30.3. Và khi chạm về vùng 30.3 cổ phiếu này không bị phá vỡ về yếu tố kỹ thuật thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi lên từ nhịp ở đây, tức là không từ cái nhịp test chỉnh này và sau đó thì cổ phiếu sẽ đi lên để có thể tiệm cận lại về vùng giá 34 đến vùng giá 35 thì cái cơ hội đi tiếp của HCM là vẫn còn. Trừ khi thị trường chung nó có những cái biến động bất thường, còn thị trường chung vẫn giữ được thì HCM cái dư địa tăng lên vẫn đang rất là còn, bởi vì là một số các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy cổ phiếu này đang khá là tốt, khá là ok. Chúng ta cùng điểm qua cổ phiếu thép nhé. Hòa Phát hôm nay có một phiên giao dịch 17 triệu. Thì các anh chị cũng có thể đọc qua một số các thông tin rồi. Thì đâu đó lợi nhuận mục tiêu nó không được đạt như kỳ vọng. Thì như thế là Hòa Phát đã có một phiên rơi rất là mạnh. Thì sau phiên rơi này, chúng ta sẽ quan sát rất kỹ đối với Hòa Phát. Nếu phiên thứ 2 tuần tới Hòa Phát không thủng vùng giá 31.8
31.8. Hòa Phát không thủng vùng giá 31.8, thậm chí là Hòa Phát đóng cửa vượt lên qua vùng giá 32. Thì như thế chúng ta sẽ tiếp tục đưa cổ phiếu Hòa Phát vào diện quan sát để chúng ta có thể lướt lát ở trong cái nhịp này. Còn trên cái góc độ xu thế hiện tại thì xu thế giảm giá của Hòa Phát cũng đang khá là mạnh, rất là mạnh, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 31.8 đến vùng giá 32, tức là phiên thứ hai tuần tới cổ phiếu này phải đóng vừa thoát lại, bao trùm lại cái vùng giá 32 thì cái dư địa để cổ phiếu này một cái nhịp test chỉnh sẽ rất là ok để có thể tiếp tục đi tiếp. Còn nếu như cổ phiếu này tiếp tục thủng thì như thế là rất là xấu, và có thể là nếu mà thủng thì sẽ đánh về lại vùng nền, tức là sẽ quanh vùng 28 đến vùng 30 đối với cổ phiếu Hòa Phát. TLH, đây là một mã cổ phiếu Hùng Lê đang theo dõi, thì hiện tại thì sau cái vùng nền ở dưới này thì hiện tại TLH sau cái đánh lên thì cái vùng 5.6 mãi vẫn không thể vượt thoát được, và hiện tại thì TLH đang vận động ở quanh cái vùng 5.25 đến 5.56. Thì đối với TLH thì quan điểm của Hùng Lê đây, cái vùng giá 5.25 vẫn là cái vùng mà có thể tham gia mở mua gom 1/4 đến 1/5 số cổ phiếu định mua. Còn đối với TLH thì vẫn đánh giá là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là cao đối với mã cổ phiếu này. Ok, thì cơ bản là như vậy. Thì một số cái mã cổ phiếu thì tí nữa ông sẽ danh mục thì chúng ta sẽ đi phân tích sau. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại tổng quan thị trường. Trước hết chúng ta sẽ nhìn lại tổng quan cái chỉ số VN Index của chúng ta. Thì rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua đã có những cái phiên đánh vượt thoát nhờ vào cái động lực chính là đến từ nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Còn các cái mã cổ phiếu trụ khác, ví dụ như Vinamilk, ví dụ như Mansan, ví dụ như BVH hoặc là Vic và Vinhome thì vẫn đang có một cái trạng thái lình xình đi ngang để giữ nhịp cho thị trường, thì đã giúp cho VN Index của chúng ta vượt 1.000 điểm đó. Và trên góc nhìn hiện tại thì khi mà vượt 1.000 điểm rồi thì VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục chạm về vùng kháng cự ở đấy là khoảng quanh vùng 1.020 đến 1.023 điểm ở đây, tức là chạm về cái vùng đỉnh cũ ở bên này. Thì như thế thì là thị trường của chúng ta đâu đó cũng còn khoảng 20 điểm, đúng không ạ? Còn khoảng 20 điểm. Và 20 điểm thì chúng ta sẽ tiên lượng là chúng ta còn 2 tuần nữa chúng ta sẽ hết quý 1. Đó, thì những cái con số đó Hùng Lê nêu ra để chúng ta tiên lượng, để các anh chị của chúng ta có thể tiên lượng là những anh chị nào đang cầm nắm cổ phiếu thì chúng ta sẽ hành động như thế nào. Những anh chị cầm tiền thì cũng có thể tranh thủ lướt lát được những cái mã cổ phiếu nào có tín hiệu, những cái mã cổ phiếu nào ok, có dòng tiền thì chúng ta cũng có thể tham gia. Còn trên góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê vẫn trong bản tin phân tích video tuần trước, đúng không ạ? Hùng Lê có đặt cho các anh chị một cái ngưỡng, đấy là ngưỡng trên của VN Index là 1.000 và ngưỡng dưới là 985. Tức là một trong hai yếu tố này bị phá vỡ thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản xu thế tiếp theo thị trường. Thì kịch bản là phá vỡ ngưỡng dưới của trong thị trường đã không xảy ra, mà kịch bản là hiện tại thì đang phá vỡ ngưỡng trên ở khoảng 4 điểm. Tuy nhiên nếu nhìn ở trên góc độ thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta hơi xấu. Hơi xấu khi mà một lượng lớn hơn 250 triệu cổ phiếu được chốt lời, và một số các cái mã cổ phiếu của chúng ta cũng đã bị chốt lời khá là mạnh, và có 181 mã cổ phiếu trên 128 mã tăng giảm giá ở trên sàn HN, trên sàn HO và trên HNX thì có 51 trên 48. Thì trên sàn HNX thì tích cực hơn so với sàn HO. Và việc là tiên lượng của thị trường thì chúng ta đang có hai cái mốc ở trước mặt. Đấy là 1.020 điểm thì là một cái vùng kháng cự khá là mạnh. Và một cái mốc đấy là 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc quý 1. Đó, thì những cái yếu tố đó Hùng Lê nêu lên để những anh chị nào đang cầm nắm cổ phiếu thì chúng ta cũng sẽ tiên lượng những mã cổ phiếu nào có lãi có lời chúng ta có thể canh chốt. Còn những anh chị nào mà đang cầm tiền mặt thì cũng có thể mua nhanh chân lẹ mắt thì cũng có thể trending được thêm một cái quãng thời gian nữa. Đấy là về chỉ số VN Index. Còn chỉ số HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như thế. Hùng cũng có đưa ra một cái ngưỡng của nó là vùng 106 đến vùng 108.5. Và khi phá vỡ một trong hai ngưỡng này thì chúng ta sẽ có những kịch bản tiếp theo. Thì hiện tại thì xu thế của HNX Index đang khá là tốt, khá là đẹp hơn trên các cái chỉ báo về đường
MACD, đường RSI và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang khá là ok. Và dư địa để HNX tăng hay không thì nó lại phụ thuộc rất lớn đến cổ phiếu ACB ở trong tuần tới. Mà ACB thì cũng đã phân tích rồi, ACB có một cái tính tạo lập khá là cao. Cùng với đó thì một số các mã cổ phiếu về dầu khí, ví dụ như PVS, Hùng đã bẻ kịch bản thì khả năng PVS sẽ hút lại dòng tiền để có thể đánh về cái target cao hơn. Thì như thế thì là cái xu thế của HNX Index thì khả năng vẫn tiếp tục tăng điểm. Còn VN Index thì Hùng đánh giá rằng khả năng là trong tuần tới thì nó sẽ lình xình. Bởi vì sao? Bởi vì một mình nhóm ngành ngân hàng thì nó sẽ không thể đỡ được, và các trụ thì cần phải chỉnh xong, và đặc biệt là Vinhome và VIX thì hiện tại cũng đang đi ngang, thì cũng chưa thể phán đoán được cái xu thế tiếp theo của nhà tạo lập ở trên hai góc độ đó. Và nếu như Vinhome chỉnh, VIX chỉnh và các cái mã cổ phiếu trụ thì sau khi đã chỉnh xong thì không thể nhất thời nó sẽ quay lại ngay được. Các anh chị lưu ý là như thế, nó cần phải có độ trễ của nó, tức là độ trễ khoảng tầm 3 đến 4 phiên hoặc thậm chí là một tuần. Đó, thì như thế tuần tới thì là ngân hàng thì đang có những mã cổ phiếu rất là đẹp, những cái mã cổ phiếu trụ để giúp cho thị trường đi lên, và một số các cái mã cổ phiếu về xây dựng. Thì đấy là hai cái kịch bản của HNX Index và VN Index, thì Hùng Lê cũng nêu lên các cái góc cạnh như thế để các anh chị của chúng ta có thể tiên lượng được. Ok, thì hiện tại bản tin của chúng ta bây giờ đã là 56 phút. Thì Hùng sẽ đi vào tiếp cái phần thứ 3 cũng khá là quan trọng, đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu. Các cái mã cổ phiếu thì hiện tại thì chúng ta sẽ, tại sao Hùng lại còn để SGS này, SGS thì sau khi Hùng phân tích về cái target của SGS là ở vùng nền 22 thì đã hoàn thành rồi, và trong cái nhịp này thì Hùng tiếp tục bẻ cái kịch bản tiếp theo của SGS. Là khả năng SGS sẽ đánh tiệm cận về vùng 26. Chính vì vậy nên Hùng vẫn để cổ phiếu SGS ở đây. Thì trong nhịp này thì những nhịp test chỉnh xong ở vùng này rất là khỏe luôn. Thực sự là rất là khỏe với cổ phiếu SGS, cực kỳ khỏe khi mà cổ phiếu này chỉ test chỉnh một ít thôi, không thủng vùng 20 và chỉ dừng ở vùng khoảng 21.5, thì như thế là cái lực đánh của cổ phiếu này sẽ rất là mạnh. Đó, và sẽ trong nhịp này thì SGS sẽ tiệm cận về vùng 26, thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của cổ phiếu SGS. Nam Long, NLG. Đối với cổ phiếu Nam Long, các anh chị có thể xem rất nhiều các bản tin ở tuần trước khi mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị có thể mở những cái điểm mua của Nam Long quanh vùng giá 26.5, khoảng 1/4 đến 1/5 số định mua. Còn đối với Hùng Lê thì Hùng Lê luôn chia đều ra thành 3 điểm, tức là nếu Hùng Lê mua thì Hùng Lê sẽ mua 1/3 mã cổ phiếu này ở quanh vùng giá gom, gọi là vùng giá mục tiêu. Và với những tín hiệu hiện tại thì Nam Long đã gần như đã break thoát được cái vùng lình xình, tức là vùng giá đi gom. Đây là cái vùng giá đi gom của Nam Long, tức là vùng giá gom của Nam Long là khoảng vùng giá 26 đây. Các anh chị có thể thấy là 26.5 và đến khoảng vùng giá 27.2. Đấy, thì cái vùng đây là vùng gom, và hiện tại thì Nam Long cũng đã có được cả một cái phiên bứt lên, và bứt lên như thế này thì rất là đẹp rồi, rất là ok rồi đó. Thì nếu như các anh chị mà chịu khó lắng nghe các bản tin của Hùng Lê, cũng như lắng nghe những cái điểm Hùng Lê phân tích, thì các anh chị hoàn toàn có thể trading một cách rất là hiệu quả, và các anh chị không phải quan tâm quá nhiều đến bảng điện. Thì phiên ví dụ như khi chúng ta đã mua được vùng gom ở vùng 26.5 thì chúng ta sẵn sàng có những cái phiên vượt thoát cạnh trên để chúng ta có thể mở. Ví dụ như phiên ngày hôm nay chúng ta có thể mở mua hết Nam Long. Những phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ mở mua hết Nam Long, và chúng ta sẽ cùng chờ Nam Long ở vùng đây. Thì vùng cản này thì quanh vùng bao nhiêu nhỉ? Nam Long sẽ khoảng quanh vùng 29, quanh vùng 29 thì cũng khá là dày, thì khả năng quanh vùng 29 thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa thể bứt mạnh được qua vùng này, vùng 29, và vùng 29 sẽ cần cái sự tạo lập. Nhưng mà hiện tại thì dòng tiền đang tốt rồi. Và ví dụ như ít nhất là vùng 26.5 chúng ta mua và chúng ta chốt ở vùng 29 thì như thế chúng ta cũng đã có lãi rồi, có một lãi tí tèo tèo tèo. Ok, không sao cả. SDI. Nói đến câu chuyện SDI thì các anh chị lưu ý là khách hàng của Hùng Lê đã vào SDI.
SDI là một mã cổ phiếu mà Hùng phân tích rồi, ở vùng giá khi mà SDI có những phiên test chỉnh ở đây này, có những tuần này phiên test chỉnh về quanh vùng giá 59.5, và đấy là những cái việc test chỉnh đấy nó rất là đẹp, và đấy là những cái cơ hội để chúng ta tham gia hàng ở quanh những cái vùng giá này cực kỳ tuyệt vời. Và từ đó thì SDI đã có những phiên đánh vượt thoát, và hiện tại thì bây giờ SDI đã vượt vượt vùng 64.5, 64.5. Vượt vùng 64.5 như thế rất ok khi mà những cái tín hiệu tạo lập tiếp theo đã được kích hoạt, và phiên ngày hôm nay SDI tiếp tục neo ở quanh vùng giá 69 à 67, quanh vùng giá 67 rất là đẹp, và khả năng trong tuần tới thì SDI sẽ có 1 đến 2 phiên nữa sẽ neo ở quanh vùng giá 67, và sau đó thì sẽ có những phiên vượt thoát đánh thoát để đi lên. Và hiện tại thì Hùng thấy rằng là trên tín hiệu kỹ thuật về đường MACD đang rất là đẹp, tín hiệu về dòng tiền cũng rất là đẹp, thì mã cổ phiếu SDI cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư trong giai đoạn hiện tại. TDH, đối với TDH ở Hùng khuyến nghị cho các anh chị ở vùng giá dưới này là quanh khoảng vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 10, các anh chị xem lại những bản tin trước tại vì nó nhiều quá nên Hùng không nhớ được, hình như đâu đó khoảng quanh vùng giá 11, quanh vùng giá 10.5 đến 11, thì sau đó thì cũng có điều chỉnh lại kịch bản của TDH là sẽ có những nhịp test chỉnh về lại vùng giá 10. Tuy nhiên những hiện tại thì Hùng đang thấy rằng những nhịp test chỉnh của TDH ở đây quanh chỉ về quanh vùng giá 11.5. Vùng giá 11 các anh chị lưu ý cho Hùng, 11.5 là một cái vùng vùng test chỉnh của TDH ở trong nhịp này rất là đẹp, tức là nó khỏe hơn so với dự kiến của Hùng Lê. Thì như thế thì trong tuần tới nếu như dòng tiền thuận lợi thì sẽ có một phiên, tức là nó sẽ đến khoảng phiên thứ hai, phiên thứ ba tuần tới bắt buộc phải có dòng tiền và đánh vượt thoát vùng 12. Đánh vượt thoát vùng 12 thì khi đó chúng ta sẽ có được cái cách tiếp cận của TDH ở trong cái xu thế tiếp theo của TDH. Và hiện tại thì Hùng vẫn đánh giá rằng là TDH sẽ có một cái nhịp tăng từ 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 thời điểm này. Tuy nhiên là các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng giá 11.5 đối với TDH. PDR. Trong tuần vừa qua thì có một phiên PDR có một phiên đánh rất là đẹp, đánh rất là đẹp, vượt thoát vùng 20, vượt thoát vùng 28. Hùng đánh giá rằng khả năng kịch bản thì PDR cần phải test chỉnh lại, bởi vì lên mạnh như này cũng khá là khó chạy đấy, chứ không đơn giản đâu. Và ba phiên của PDR thì rất khỏe, thực sự là khỏe, và vẫn neo cổ phiếu này vẫn neo trên vùng 28 là rất là khỏe đối với mã cổ phiếu này. Thì đối với PDR thì hiện tại thì là một cái lực tăng rồi, một cái lực tăng từ từ đây và có thể tiềm cận lại về vùng 32 ở đây đối với PDR. Những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu này, còn cổ phiếu này thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị mua, bởi vì thứ nhất là hôm đấy thì cũng không kịp theo dõi, cái thứ hai nữa là cái lực đánh nhanh như thế thì Hùng chỉ phân tích lên để các anh chị có được một cái góc nhìn thôi. Novaland, đối với Novaland thì cái cổ phiếu này đánh nó cũng rất là dị, rất là hay. Những anh chị nào mà chịu khó mà lướt lát thì cũng sẽ kiếm được một ít vùng giá 57 đến vùng giá 57.5 thì chúng ta có thể mua, và đến cái vùng cao cao khoảng tầm vùng giá 60 chúng ta chốt với cổ phiếu này. Thậm chí là cổ phiếu này nếu đánh căng đét ở trong cái nhịp này thì cũng chỉ về được vùng 65 thôi, và khi có những cái tín hiệu xấu cái này thì chúng ta cũng có thể canh chốt, ví dụ như thế. Còn phiên ngày hôm nay thì Novaland rất là xấu khi mà có một cái lượng hàng lớn rất là lớn đánh vượt đánh 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 xả hàng, thì điểm mua thì chúng ta quan trọng là chúng ta mua ở đâu. Ví dụ chúng ta mua ở vùng 57 đến 57.5 theo khuyến nghị của Hùng Lê thì vẫn thoải mái để chốt, thậm chí là còn chốt được hai nhịp rồi. VRE Hùng đã phân tích rồi. KBC, đối với KBC thì quan điểm hiện tại của Hùng Lê đấy, như lúc đầu Hùng Lê có phân tích cho các anh chị là hiện tại Hùng đánh giá rằng KBC nội lực của cổ phiếu này đang khá là tốt, và Hùng vẫn kỳ vọng là KBC sẽ đánh tiệm cận về vùng 17 ở trong nhịp này. Thì hiện tại thì xu thế hiện tại thì vẫn đang khá là ổn với cổ phiếu này thôi, chưa có vấn đề gì cả, chưa có vấn đề gì cả. Một tuần tăng điểm tốt của KBC, một tuần tăng điểm tốt của KBC. Trên góc độ hiện tại thì dòng tiền đang khá là ổn, và chỉ một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì Hùng xem thì đang khá là tốt.
Một số khách hàng Hùng Lê cũng đang nắm giữ cổ phiếu KBC và cứ yên tâm nắm giữ, khi nào Hùng Lê bảo chốt thì khi đấy chúng ta sẽ chốt. HBC, đối với HBC thì đây cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng quan sát khá là kỹ ở quanh vùng giá 20 khi mà HBC có một nhịp đánh vượt thoát vùng này, và cái sự lình xình của HBC ở quanh vùng 20 thì cũng khá là ổn rồi. Khá là ổn rồi và chúng ta sẽ chờ trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Hùng tiên lượng là khoảng phiên thứ hai, phiên thứ ba tuần tới sẽ có cái lực đánh để vượt để cổ phiếu này vượt thoát cái vùng đây là khoảng vùng giá 21 gì đó, khoảng vùng giá 21 để có thể tiệm cận về lại vùng đỉnh vùng này là khoảng vùng 24 đến vùng 25. Thì trước mắt nó sẽ ở vùng 24 đã, khoảng vùng 24 đến vùng 25 thì chúng ta sẽ chờ khả năng là điều đó nó sẽ đến ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Thì đây cũng là một mã cổ phiếu mà các anh chị ở trong team cũng trong team khách hàng của ông Lê cũng có thể tham gia đầu tư đối với mã cổ phiếu này. Ngân hàng thì Hùng đã phân tích Công Thương rồi, SSI VND phân tích rồi, còn mỗi VPBank thì đối với VPBank thì trong rất nhiều các bản tin khác thì Hùng đã đề cập VPBank đến cũng quanh cái nền ở đây là quanh cái nền giá 20.5. 20.5 cũng là cái nền nó giống như là Công Thương ở nền 20.5, 20 đến 20.5 đó, thì đây VPBank cũng tương tự như thế. Và hiện tại thì VPBank đang có một cái nhịp chúng ta tạm gọi là nhịp hai cái nhịp test đáy thành công, và hiện tại đây là một cái nhịp đánh cấp 2 của VPBank. Thì VPBank sẽ cần thêm dòng tiền. VPBank sẽ cần thêm dòng tiền và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là cái nền hỗ trợ của VPBank ở trong nhịp đánh này đến là nền 20.5. Nếu như cổ phiếu này không thủng 20.5 thì các anh chị nào đang nắm giữ cứ yên tâm nắm giữ, và những cái yếu tố về về dòng tiền thì Hùng Lê không có thể tiên lượng được là 1 tuần đến 2 tuần nữa nó sẽ đến. Nhưng mà ví dụ như ACB thì Hùng đã cảm nhận được một cái yếu tố về dòng tiền nó đã đến rồi. Còn đối với VBank thì hiện tại thì Hùng vẫn chưa chưa thấy cái lực lực tạo lập của nhà tạo lập. SHB thì đối với SHB trong tuần vừa qua SHB đã có một cái nhịp test đáy thành công ở vùng giá 7 và sau đó thì SHB đã đẩy vượt thoát lên vùng giá 8 với một cái lực đánh cũng khá là tốt. Và những cái nhịp neo, những cái nhịp test chỉnh này thì quanh vùng giá 8, hiện tại thì Hùng đánh giá rằng vùng giá 8 là một cái vùng giá mà để cho cổ phiếu này có thể vượt thoát bứt thoát đi lên. Tuy nhiên là đối với SHB thì Hùng sẽ xem lại một tí trong cái nhịp này thì vùng giá 9 thì vùng giá 9 khả năng thì nếu mà đánh mạnh SHB mà đánh mạnh thì sẽ về được vùng giá 9. Chúng ta sẽ xem ở trên góc độ nến tuần. Ok, 2 tuần đi của SHB nhưng mà 2 tuần đi thì không không thực sự là tích cực lắm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ những anh chị mà đang nắm giữ thì có thể là sẽ chờ chốt ở vùng 9, khả năng vùng 9 trong nhịp này thì sẽ đi ở vùng 9 và chúng ta sẽ cần chờ một hai phiên phiên thứ hai phiên thứ ba tuần tới để Hùng Lê tiếp tục quan sát cổ phiếu này để Hùng Lê có thể tiên lượng được cái lực đánh tiếp theo của mã cổ phiếu SHB. Về dầu khí thì Hùng đã phân tích hết tất cả những mã cổ phiếu này, còn duy nhất hai mã cổ phiếu Hùng chưa phân tích đấy là mã cổ phiếu PLX và PVC thì Hùng sẽ phân tích luôn ở đây. Đối với PLX thì nó hoàn toàn tương tự như là GAT đúng không ạ? Hùng đã phân tích đối với PLX đây là một mã cổ phiếu thích hợp với một cái dòng tiền lớn. Một dòng tiền lớn và trong 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 cái bản phân tích tuần trước thì Hùng có đề ra một cái kịch bản là nếu như PLX mà test chỉnh mạnh thì nó sẽ không được phép thủng cái vùng giá ở đây khoảng vùng giá 59 đúng không ạ? Nhưng mà trong tuần vừa qua thì PLX chỉ test chỉnh về vùng giá 60 rất đẹp, có những phiên thậm chí thủng 60 một tí và sau đó thì lại có những cái dòng tiền đánh cuốn lên và hiện tại thì trong phiên ngày hôm nay trong phiên kết tuần thì PLX đã đánh vượt thoát được ở vùng giá 62, đánh vượt thoát được vùng giá 62 với dòng tiền khá là tốt. Chỉ báo một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác rất ok đang cho thấy rằng xu hướng của PLX sẽ tiếp tục đi lên và đi lên tới đâu thì Hùng Lê đã có phân tích ở trong cái nhịp này là PLX sẽ tiệm cận lại về vùng giá 65, vùng giá 65 ở trong nhịp đánh này. Kịch bản thì Hùng Lê dự báo là chỉnh tối đa là về vùng 59 nhưng
PLX rất là khỏe, chỉ chỉnh về vùng 60 và tiếp tục đánh lên thì cái dư địa để tăng tiếp của PLX là vẫn đang còn, và cái dùng giá mục tiêu của PLX sẽ lên đến đó. Một mã cổ phiếu về dầu khí đó là PVC, thì PVC thì nó có những cái cách đánh nó cũng khá là dị, khi mà dòng tiền đánh một phiên mạnh lên và sau đó thì nghỉ và sau đó lại tiếp tục đánh lên, thì các anh chị có thể theo dõi cái cách đi của mã cổ phiếu PVC nó là như vậy. Thì đối với mã cổ phiếu PVC thì bây giờ nếu mà mua thì nó sẽ không còn nữa, nhưng mà nếu mà ví dụ quanh vùng giá 6.5, các anh chị cứ yên tâm là sau khi nó đánh mạnh lên thế này thì khả năng nó lại dị, nó sẽ chỉnh như này, chỉnh về vùng 6.5 một tí hoặc là trên đó một tí và sau đó thì lại tiếp tục đánh tiếp. Thì đấy là cái cách đánh của mã cổ phiếu này, nhưng cũng không ngoại trừ là hôm nay có một cái phiên dòng tiền nó đang rất là mạnh đổ vào cổ phiếu này thì cần phải xem phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới xem cái mức độ neo giá của cổ phiếu này như thế nào. Thì đây là một mã cổ phiếu mà khá là hay, giới thiệu cho các anh chị tham khảo thôi. Hàng không thì chúng ta sẽ phân tích tiếp lại cổ phiếu HVN và ACV. Đối với HVN, Hùng cũng có đăng ở trên, anh chị có thể xem ở trên cái tab cộng đồng. Và tại sao Hùng Lê lại khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên đăng ký kênh? Thì khi Hùng Lê có chat lên đây thì có viết những bài viết lên đây thì gần như các anh chị, ví dụ như AAA này, Hùng có khuyến nghị các anh chị AAA này, rồi đọc thêm đó một số các cổ phiếu HAH, QCG vân vân. Thì HVN còn cơ hội hay không, thì đây là bài viết mà Hùng đã phân tích cho các anh chị, từ các anh chị có thể xem lại dòng thời gian, đúng không ạ? Thì góc độ phân tích này thì Hùng đã phân tích này, cơ hội test lại kiểm tra sức khỏe tại vùng này và để có cơ hội đánh lên ở cái vùng target tiếp theo, đấy là khoảng vùng giá 45, thì kiểm tra tại vùng 40 đến vùng 41 đó. Thì rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua HVN cực kỳ khỏe luôn. Đó, HVN cực kỳ khỏe, tức là ở vùng 41. Tức là nó sẽ về chỉnh về vùng 40.5. Tức là nó chỉnh về giữa cái khoảng Hùng Lê đưa ra đây. Tức là cơ hội còn cổ phiếu này kiểm tra lại vùng 40-41, đó là cơ hội để chúng ta còn nhịp đánh của cổ phiếu HVN. Đó. Thì Hùng Lê luôn nhìn những cái điểm tỉ bật như thế để cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta có được một cái góc nhìn tốt nhất. Thì hiện tại thì sau khi mà chỉnh về vùng 40.5 thì hai phiên cuối tuần, đấy là hai phiên để xác nhận rằng cái cơ hội đi tiếp của HVN vẫn đang còn. Và cái việc là chúng ta sẽ cần phiên hai phiên, khả năng là sẽ cần phiên thứ hai, phiên thứ ba tuần tới để HVN đánh vượt thoát cái vùng đây. Tức là vùng nó vừa tạo lập ra ở đây là khoảng vùng giá 42.8. Tức là Hùng cho khoảng vùng 43 đi. Đó, sẽ đánh tạo lập vượt qua vùng giá 43. Và khi HVN đánh tạo lập vượt qua vùng giá 43 thì cơ hội của HVN sẽ đi về vùng nào ạ? Vùng nào các anh chị? 50. 50 thì nó hơi xa hơn một tí, nhưng mà đầu tiên sẽ là khoảng vùng 48. Sẽ khoảng vùng 48 ở đây, khoảng vùng 48. Cơ hội đi tiếp của HVN về vùng 48. 48 là còn, và đấy, khi các anh chị về đến vùng 40.5, 40 đấy là những vùng mà chúng ta sẽ cover lại cổ phiếu. Cũng giống như là có một số anh chị hỏi Hùng VRE có mua lại được hay không, thì Hùng Lê hiện tại thì Hùng Lê chưa thể trả lời là mua lại được hay không. Chúng ta cần quan sát và quan sát ở những cái vùng để chúng ta có được những cái điểm tỉ bật tốt nhất để chúng ta tham gia cổ phiếu. ACV. Đối với ACV, đó, các anh chị có thể nhìn lại các cái kịch bản Hùng Lê đã đề ra ở trong tuần trước, nó vẫn còn nguyên thôi. ACV thì vùng giá 90, cổ phiếu này vẫn chưa vượt thoát được, và khi mà có những nhịp chỉnh thì Hùng có đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ test chỉnh khoảng về khoảng quanh vùng 86.5, và từ vùng 86.5 này thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục có những phiên tích lũy lại và đánh lên. Đó, và đánh lên thì có đánh vượt thoát được vùng 90 hay không thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp này. Và khả năng nếu như dòng tiền được kích hoạt trở lại thì đây mới là nhịp mà cổ phiếu này đánh thật. Tức là cổ phiếu thì thường thường có những cái trận đánh giả, các anh chị lưu ý là có những cái trận đánh giả và sau đó thì mới có những cái trận đánh thật. Và chúng ta sẽ cùng chờ. Còn Hùng đánh giá rằng cái nền cổ phiếu của ACV tích lũy quanh nền 80
quanh nền giá 8 84, quanh nền giá 84 đến nền giá 85 thì cái nền này tích lũy cũng khá là ok với mã cổ phiếu ACV. Thép Hùng đã phân tích rồi. Ok, một số các mã cổ phiếu đầu cơ. Hôm nay thì Hùng sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu đầu cơ. Và tại vì sao ở giai đoạn này Hùng lại lựa chọn các mã cổ phiếu đầu cơ? Bởi vì nó cũng là giai đoạn cuối của chu kỳ, thì sau khi mà thường là dòng đầu cơ nó sẽ rất là ok. OGC, nếu như OGC ngày hôm nay mà đóng trần thì như thế là chúng ta đã có một số khách hàng của Hùng Lê đã có mức lãi đâu đó khoảng tầm 7% nhân 2 là khoảng 14% sau khi hàng về tài khoản. Tuy nhiên là phiên ngày hôm nay thì một cái lượng lớn được chốt lời của OGC, một lực chốt khá là mạnh dẫn đến là cổ phiếu này lại quay trở về vùng giá tham chiếu. Còn trên một số cái góc độ kỹ thuật hiện tại thì ok, cổ phiếu này vẫn đang ổn, Hùng Lê đánh giá vẫn đang ổn và Hùng Lê có mạnh dạn để đưa ra một cái target của OGC ở trong cái nhịp đánh này, đấy là quanh vùng giá 8 đến vùng giá 9. Và việc cổ phiếu này có về được vùng giá đó hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở trong các cái tuần tiếp theo, nhưng mà cái dư địa đánh lên của cổ phiếu này thì Hùng đang tiên lượng về một cái mức như như vậy. Thì nếu như các anh chị tham gia được ở vùng này, nói như thế nhé, thì có nghĩa là gì? Các anh chị cũng không thể là tất toán vào cổ phiếu này. Đấy, các anh chị xem phân bổ cái danh mục lúc nãy Hùng Lê phân bổ, Hùng Lê có OGC đúng không ạ? Danh mục của Hùng Lê phân bổ rất là đều, chia đều cho tất cả các mã cổ phiếu, Hùng không có yêu ghét cổ phiếu nào cả. Tất cả các mã cổ phiếu đều được ưu ái như nhau. Đó, thì OGC thì khả năng là đang tiên lượng một cái target như thế, thì nó cũng khá là lớn các anh chị ạ. Tức là như thế là nó đâu đó một cái mức lãi nó khoảng gần gần 100%. Từ vùng giá đi lên, từ vùng giá 5 đến vùng giá 8 đến vùng giá 9, đấy là một cái mức sinh lời khủng khiếp. Thì không biết có đạt được hay không thì chúng ta sẽ qua từng tuần thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu này. Và mã cổ phiếu này Hùng đã khuyến nghị 3 hôm rồi. Và hiện tại thì đến phiên hôm nay thì hàng đã về đến tài khoản. TTF thì Hùng đang 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 có một cái đánh giá là cái lực đánh của TTF ở trong nhịp này cũng khả năng cũng sẽ rất là ok. Và trong phiên ngày hôm nay, sau một cây tăng trần ngày hôm qua thì TTF đã đóng cửa vùng giá 3.7, và vùng giá 3.7 là một vùng giá chấp nhận được. Và khả năng thì TTF sẽ đánh về vùng 4.5. Về đánh vùng 4.5 và sau đó thì sẽ có một nhịp chỉnh lại về quanh vùng giá 4, và sau đó sẽ có một nhịp đánh lên đến vùng 5, thì như thế nó cũng sẽ là hết sóng của cái nhịp đánh này. Thì Hùng đang tiên lượng một cái kịch bản đi của TTF như vậy. Thì đối với TTF thì Hùng cũng đã có tham gia mã cổ phiếu này ở một cái tài khoản ở bên kia, thì Hùng đã mở mua TTF ở khoảng tầm 10.000, tức là một cái lượng rất là bé thôi, khoảng tầm độ 30 triệu gì đó. Đấy, thì chúng ta cũng không có. Đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng Lê không có khuyến nghị các anh chị tham gia nhiều. Hoàng Anh Gia Lai, FLC và ITA, đấy là bộ ba cổ phiếu mà đầu cơ mà Hùng luôn yêu thích và Hùng luôn luôn phân tích. Thì đối với Hoàng Anh Gia Lai, những cái nhịp hiện tại thì cũng có thể đánh giá rằng rất là tích cực khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đánh ở không thủng đánh ở về tiệm cận quanh vùng giá 5.8, nhưng khả năng là nhịp này thì Hùng đánh giá rằng Hoàng Anh Gia Lai khả năng sẽ đánh chạm về đây, sẽ chạm về cái kênh dưới này là quanh vùng giá 5.5, và từ vùng 5.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này để có được những cái điểm mà chúng ta có thể vào hàng hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những mã cổ phiếu này. FLC, đối với FLC cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng liên tục quan sát. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của FLC thì nó đang hơi xấu. Khi mà vùng giá 5.4 FLC không giữ được, và hai phiên đánh như này và dòng tiền lại tiếp tục bị yếu, thì khả năng là sẽ FLC lại tiệm cận về vùng 5.3. Và từ 5.3 này thì cổ phiếu này vận động như nào thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tiếp. ITA. Đối với ITA thì ở trong room Hùng có khuyến nghị các anh chị, khi mà đây là một cái nền nền tích lũy của cổ phiếu ITA trong giai đoạn vừa qua, vùng 2.7 đến vùng 2.78, và trong phiên ngày ngày mùng 1 tháng 3 thì Hùng đã chat ở trên room khuyến nghị các anh chị mua ngay ITA ở vùng giá 2.78 đến vùng 2.8.
Và trong nhịp đánh này thì Hùng có kỳ vọng ETA của chúng ta sẽ từ vùng này sẽ đánh tiệm cận lại ở vùng giá 3.3 đến 3.4, thì khả năng khi mà cổ phiếu này tiệm cận về vùng này thì sẽ bị chốt khá là mạnh. Khi cổ phiếu tiệm cận về vùng này thì sẽ bị chốt khá là mạnh, thì những anh chị nào đang nắm giữ ETA chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta sẽ chủ động chốt lời nếu mà có những cái tín hiệu xấu. Thì tín hiệu ngày hôm nay là một cái lượng lớn đã đẩy ETA, khi mà ETA tiệm cận về cái đỉnh cũ của nó đấy, thì khi chạm về những cái vùng kháng cự thì cổ phiếu thường sẽ bị đẩy ra một lượng lớn về hàng. Thì đấy là đối với cổ phiếu ETA. FLC, VNE và CRE. VNE, OK, VNE cũng là một mã cổ phiếu về đầu cơ, Hùng cũng đang theo dõi rất sát cái động thái của cổ phiếu này. Thì Hùng đánh giá rằng ở trong nhịp này VNE có một cái vùng ở vùng 4.39. Đây là một cái điểm tì của khi mà cổ phiếu này đánh vượt lên vùng 4.4.7 tới tiệm cận vùng 5 thì sẽ có một cái vùng này. Và những phiên ở gần đây thì nó cũng sẽ rất là OK rồi. Thì Hùng sẽ tiên lượng phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới sẽ có những phiên sẽ đánh khả năng là từ vùng 4.5, từ vùng 4.5 sẽ đánh vượt thoát lên, và khi đó đánh vượt thoát cái vùng ở đây là 4.71, 4.7, 4.8 thì như thế là VNE sẽ có một cái nhịp tăng, và cái nhịp tăng của sóng đầu cơ cổ phiếu này là một cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, thì khả năng là trước hết là sẽ chạm về vùng 5.5 đã, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo dựa vào cái yếu tố về giá, về dòng tiền, về nội lực của cổ phiếu, thì khi đó chúng ta sẽ đề cập những cái target tiếp theo của cổ phiếu. CRE, đối với CRE, CRE lại bắt đầu vui rồi. Đây là một mã cổ phiếu nó cũng mới lên sàn và cái tính đầu cơ của nó cũng khá là cao. Nếu như chúng ta chịu khó chắt chiu theo dõi thì hiện tại Hùng đang thấy là ba phiên hiện tại cổ phiếu CRE đây ở vùng giá 26 đi. 26 ở nền giá 26.3. 26.3 khá là OK, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây và nếu như có những phiên tạo nền ở đây thì chúng ta cũng có thể tham gia. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì đường MACD đang có những tín hiệu thu nhỏ lại dần và cho thấy rằng cái xu thế giảm giá của cổ phiếu này đang có đà chứng lại, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 26.3 đến khoảng vùng 26.5. Đây là một cái điểm mà chúng ta nên quan sát lại đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta CRE rồi, OK. Một số các cái mã cổ phiếu khác, KSB. KSB là một mã cổ phiếu Hùng đã chat khuyến nghị các anh chị mua ở trên Zoom ở quanh vùng giá 27, và hiện tại thì đã chạy về vùng giá 29, và hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là KSB đang có những phiên cố gắng vượt thoát vùng 30 thì dòng tiền tạo lập của KSB sẽ phải đến trong phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba tuần tới để đánh vượt thoát vùng 30. Và khi đánh vượt thoát vùng 30 với vol đạt khoảng lớn hơn 1 triệu cổ phiếu thì như thế là cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu này nó sẽ được thiết lập, và target gần của cổ phiếu này thì cũng sẽ đánh giá là nó sẽ tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên là trước khi tiệm cận về vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu này ở quanh vùng giá 33, khoảng vùng giá 33 đến vùng giá 34. Khỏe thì sẽ đánh về 34 luôn, còn nếu mà không khỏe thì sẽ là ở khoảng 33 gì đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và cần một yếu tố để tạo lập cho cổ phiếu này vượt thoát ở quanh vùng ngưỡng dưới. Các anh chị lưu ý cho Hùng Lê, ngưỡng dưới là vùng 29.5 và ngưỡng trên là vùng 30 để vượt thoát được cái vùng lịch trình này, thì như thế là cái xu thế tiếp theo của KSB sẽ được tiếp tục. DRC cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở quanh vùng 22. Các anh chị cứ xem lại đi, những bản tin của Hùng Lê thì nó vẫn còn ở đâu đó ở trên, vẫn còn ở trên YouTube, và Hùng đã khuyến nghị các anh chị có thể mở mua cổ phiếu DRC ở quanh vùng giá 22. Thì hiện tại thì DRC đã vượt thoát lên vùng giá 24 và ba phiên rất đẹp của DRC neo ở vùng giá 24.5
trên vùng giá 24 và nhịp đánh này của VDRC từ vùng giá 22 như Hùng đã khuyến nghị, và sẽ target gần của nó sẽ tiệm cận về khoảng vùng 25 đến vùng giá 26. Sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 25 đến 26 đối với mã cổ phiếu này. Thì như thế là chúng ta cũng được đâu đó khoảng 4.000 một cổ phiếu. 4 mà chia cho 22. 4 mà trên 22. Ok, khoảng tầm 18%, trừ thuế má thất thoát đi nữa thì khoảng tầm 15%. 15% cho một nhịp đánh khoảng tầm mấy tuần là các anh chị, khoảng tầm 3 tuần, 15% cho 3 tuần. Đẹp, ok, chấp nhận được. PTB. Đối với PTB thì đây là một mã cổ phiếu nó mang cái tính cơ bản cũng khá là cao, và cái nền giá mà mua của PTB đấy là nền giá 62. Tuy nhiên là hiện tại thì PTB lại đang khá là xấu, khi PTB lại chạm về vùng này và những cái lực đánh như thế này thì khá là xấu, nên là khả năng thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ cổ phiếu này, tuần tới chúng ta sẽ không phân tích nữa, bởi vì những mã cổ phiếu mà lực đánh kém thì chúng ta sẽ loại bỏ luôn, chúng ta không có đưa vào danh mục nữa. VRC là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đang theo dõi rất là sát. Một số các anh chị ở nhịp thứ nhất đã mua được ở vùng nền đây, đã chốt ở đây. Vùng 2 đã mua tiếp lại ở quanh vùng 17 và cũng đã chốt rồi. Thì bây giờ đến vùng này thì sẽ xử lý như thế nào đối với cổ phiếu này? Đối với VRC, Hùng đánh giá rằng cái dư địa tăng tiếp theo của VRC vẫn còn, và Hùng vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng nền 17.5. 17.5 là một vùng nền mà chúng ta có thể mở 1/4 số định mua. Còn với Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ thường, khi mà Hùng Lê vào thì Hùng sẽ đánh 1/3. Còn các anh chị có thể 1/4 đến 1/5 để lấy vị thế cổ phiếu VRC ở vùng này. Và cái target của VRC vẫn không thay đổi đối với Hùng Lê trong nhịp đánh này, đấy là khoảng vùng 21 đến vùng 22 từ vùng nền 17.5. Ok, đấy là cổ phiếu VRC. VCS và VSC. Hùng sẽ phân tích cổ phiếu VCS trước. VCS thì Hùng có đánh giá ở quanh nền giá, ở đây là nền giá 64. Anh chị lưu ý, nền giá 64, cổ phiếu này thì nó không mang tính lướt, mà nó mang tính một cái tính đầu tư, có thể tính được một cái tính đầu tư lâu dài. Vì vậy nên nó sẽ không thích hợp với những anh chị mà chúng ta yêu thích nó phải lên nhanh, ví dụ như là OGC chẳng hạn, đúng, chúng ta đánh những cổ phiếu đó. Hoặc là tí nữa Hùng sẽ, trong danh mục Hùng có cổ phiếu HVH, thì tí nữa Hùng sẽ phân tích cho các anh chị. Đó. Thì chúng ta nó sẽ sinh lời rất là nhanh, chứ còn những cái mã cổ phiếu nó mang tính đầu tư lâu dài thì nó, những cổ phiếu này nó mang tính đầu tư khá là lâu thì nó sẽ chậm hơn. Chúng ta cùng xem cổ phiếu VSC. Đối với VSC thì Hùng có tính toán ở quanh cái nền hôm trước, có tính toán là quanh cái nền giá 43. Tuy nhiên hiện tại thì lực dòng tiền, xung lực dòng tiền cũng khá là yếu, nên là chưa có những cái yếu tố động lực nào để có thể thúc đẩy cổ phiếu này tiếp tục lên, và khả năng khi chạm về vùng 43 thì cổ phiếu này sẽ bật lên thôi. Còn nếu mà tại vùng 43 mà cổ phiếu không bật lên thì như thế sẽ rất là xấu, thì chúng ta sẽ quan sát. Những anh chị nào đang nắm giữ VSC thì có thể quan sát phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới. Ok, chúng ta sẽ phân tích một số các cái cổ phiếu mới lên sàn, và một điều đặc biệt, một điều rất là vui, đấy là VGI. Những anh chị trong team của Hùng Lê đã mua VGI thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị mua trong cái nhịp test chỉnh tối đa này quanh vùng giá 22 đến vùng giá 23. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rõ ràng một điều, đây là một cổ phiếu mà Hùng đã phân tích từ rất sớm, từ vùng 14, 15 Hùng Lê đã không mua được, xong đến vùng 18 Hùng Lê tiếp tục thất bại, và đến vùng này thì Hùng Lê tiếp tục quyết định là sẽ quan sát cổ phiếu này và khuyến nghị cho các anh chị. Thì rất nhiều các tài khoản của Hùng Lê quản lý ở bên công ty chứng khoán VPS và bên công ty chứng khoán Tân Việt thì đã mua cổ phiếu VGI, và thậm chí mua với một lượng tương đối mạnh cổ phiếu này. Thì hiện tại thì VGI đã có những nhịp đánh phiên hôm nay, thì nếu mà phiên hôm nay đẹp hơn thì VGI phải đánh tiệm cận được khoảng về vùng 26. Như thế thì nó sẽ ổn hơn. Tuy nhiên hiện tại thì khá là ok rồi. VGI, cái lực đánh của VGI cũng đang khá là tốt khi mà cổ phiếu này đi lên, ngừng nghỉ đi lên và có những cái nhịp đánh cũng rất là đẹp. Và target gần của VGI thì Hùng đang đánh giá ở khoảng vùng giá 27 đến vùng 28.
Về đến vùng này, xong đó thì Hùng sẽ tiếp tục quan sát, và thậm chí là trong nhịp đánh này thì Hùng có thể đánh giá rằng VGX có thể tiệm cận về vùng đỉnh cũ, đấy là vùng giá 33, 32. Thì hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục, và trong phiên thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Cổ phiếu HVH, Hùng sẽ phân tích tiếp cổ phiếu HVH. Tại sao những mã cổ phiếu này Hùng ít khuyến nghị ở trên Zoom mua bán? Bởi vì rõ ràng một điều là những mã cổ phiếu này thì cái tính ổn định là chưa cao. Vì vậy nên là Hùng Lê thường là Hùng Lê chỉ sử dụng trên tài khoản của Hùng Lê thôi, chứ Hùng Lê không có khuyến nghị cho các anh chị. Bởi vì rõ ràng một điều là như thế. Ví dụ như là nó đúng xu hướng thì nó không sao, nếu nó không đúng xu hướng thì các anh chị lại bảo là tại sao Hùng Lê lại phân tích những cái mã cổ phiếu nó không có những cái yếu tố như thế này mà lại đưa lên phân tích, thì nó sẽ rất là khó. Thì đối với HVH thì Hùng đang tính toán ở một cái tọa độ của HVH nó khoảng vùng giá 25. Đó, thì như thế thì chúng ta mua ở vùng giá 22. Đây là những cái nhịp test lại của cổ phiếu này để chúng ta tham gia hàng cực kỳ tốt ở quanh vùng giá 22, và chúng ta sẽ chốt được khoảng vùng giá 25, tức là chúng ta được 3.000 trên một cổ phiếu. Đấy là tính toán các anh chị nhé. Bây giờ đây là chúng ta đang tính toán ở trên giấy 3 chia 22, được khoảng tầm tức là khoảng tầm 10% trong vòng khoảng 2 tuần. Đó, thì như thế cũng là một cái lực đánh cũng khá là ok, đúng không ạ? Một Mai Sông Hồng thì không hiểu tại sao là trên phần mềm của Hùng Lê lại không phân tích được cái nến. Nhìn nó thế này thì bó tay luôn, chịu. Nhưng mà cổ phiếu Mai Sông Hồng cũng là một cổ phiếu rất là tốt. Chúng ta cùng phân tích tiếp một số mã cổ phiếu Lê Mạnh Hùng. Đây, cổ phiếu trùng họ trùng tên của Hùng luôn, Lê LMH. Thì đó, Hùng Lê thường vẫn theo dõi những cái mã cổ phiếu như này, và những cái nhịp này thì Hùng không có vào được LMH, bởi vì Hùng lại vào HVH. Đó, thì khi mà cổ phiếu có những cái nhịp tì đánh lại như thế này thì thường là Hùng Lê sẽ rất là yêu thích luôn. Và sẵn sàng ở những cái vùng giá 11.5 này chẳng hạn. 11.5 này thì Hùng Lê sẽ sẵn sàng để Hùng Lê có thể mua ở những cái vùng này. Và như thế thì chúng ta cũng đã có một cái mức sinh lời khá là tốt đối với mã cổ phiếu này. Còn hiện tại thì đấy, cổ phiếu này đã đánh vượt đỉnh rồi. Thì những cái điểm đánh vượt đỉnh như thế này thì chúng ta cũng sẽ không thể mua tiếp được. Và một cái mã cổ phiếu liên quan đến Viettel, VTK. Ngoài Viettel Post, VTK và VGI thì đấy là bộ ba cổ phiếu Viettel mà Hùng Lê theo rất là sát luôn. Theo rất là sát thì hiện tại VTK cũng đang có một cái nhịp chạy rất là tuyệt vời. Từ vùng giá 20 và hiện tại bây giờ đã là lên đến vùng giá 33 rồi. Thì hiện tại thì với những mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không còn cơ hội để mua nữa. Có thể mua, nhưng mà vấn đề là như thế thì cái rủi ro của chúng ta nó đã rất là lớn rồi. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta chịu khó tìm tòi và chịu khó nghiên cứu thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái mã cổ phiếu rất là mạnh. Từ những cái điểm khoảng vùng giá 20 thì có thể nó sẽ khó, nhưng mà sẽ vùng giá 21. Đây, ở những cái vùng giá 21 này thì vùng giá 21.5 này là những cái vùng giá mà chúng ta hoàn toàn có thể có cơ hội để chúng ta mua. Đó, ở vùng giá 21.5 ví dụ như vậy, thì hoặc là Viettel Post, VTP. Thì Viettel Post cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê lỡ rất nhiều nhịp. Nó giống như cổ phiếu VGI khi mà Hùng nhìn thấy ở cái vùng nền của Viettel Post ở đây. Đây, rõ ràng là Hùng đã nhìn thấy ở quanh vùng giá 132. Rất là tiếc. Và sau đó thì ở cái vùng này Hùng đã để ý đến cổ phiếu này rồi. Nhưng mà rõ ràng vẫn không thể khuyến nghị các anh chị mua được. Thì đấy là một cái điều cực kỳ đáng tiếc. Và nếu mà chúng ta có thể đánh được ở cái nhịp này thì rất là tuyệt vời. Và cũng rất may là bây giờ vượt lại được mã VGI thì nó cũng gỡ gạc đi được một cái phần nào của cái bộ ba cổ phiếu Viettel Post, VGI và VTK. Đấy là bộ ba cổ phiếu của anh em nhà họ Viettel rất là đẹp. Ok, như vậy là bản tin của chúng ta cũng đã là 1:30 rồi. Thì Hùng Lê xin tạm dừng bản tin tại đây. Và những mã cổ phiếu đẹp, những mã cổ phiếu có dòng tiền và những mã cổ phiếu tốt thì Hùng Lê sẽ tiếp tục. Hùng Lê sẽ tiếp tục up lên. Thì trên kênh của hỗ trợ khách hàng thì ngoài việc Hùng Lê hỗ trợ trên nhóm, đây là trên nhóm chung, thì Hùng Lê còn hỗ trợ trực tiếp từng cá nhân. Bởi vì là từng cá nhân thì sẽ có một cái danh mục khác nhau, có một cái sở thích khác nhau.
Và các anh chị cũng thể nhìn thấy là cái room room hỗ trợ khách hàng của Hùng Lê nhìn qua thì nó giống như một cái room chết, tức là cái quan điểm Hùng Lê là Hùng Lê không cần nhiều những cái dòng comment nhảy múa ở trên room, mà trên room này Hùng Lê cần một cái sự cô đọng, và các anh chị khi các anh chị tiếp cận nhận thông tin thì có những ý kiến phản hồi thì các anh chị lưu ý các anh chị có thể chat riêng với Hùng Lê. Chúng ta vui lòng chúng ta không chat ở trên này nhiều, bởi vì chat ở trên này nhiều thì tất cả những cái khuyến nghị của Hùng Lê nó sẽ bị đẩy trôi đi, và bị đẩy trôi đi như thế rõ ràng là cái cách mà Hùng Lê truyền đạt đến các anh chị em nó sẽ không được hiệu quả nữa đó. Và các anh chị hiện tại thì Hùng sẽ hỗ trợ các anh chị ở qua trên kênh YouTube và cũng như trên kênh Facebook một số các anh chị, và tất cả những anh chị có thắc mắc về cổ phiếu thì các anh chị có thể chat với Hùng Lê, thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê số điện thoại 0968279555 để Hùng Lê có thể hỗ trợ các anh chị. Một lần nữa thì kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, và chúc mừng tất cả những anh chị em đã chốt lời VRE đã, và tất cả những anh chị em đã mua được cổ phiếu VGI và một số các mã cổ phiếu mạnh trong thời gian vừa qua, ví dụ như SDI, ví dụ như OGC, thì chúng ta sẽ tiếp tục hiện thực hóa lợi nhuận ở trong 2 tuần tới, bởi vì 2 tuần tới là 2 tuần chúng ta sẽ kết thúc quý 1, và đó cũng sẽ là những cái thời điểm chúng ta sẽ cần cân nhắc đến cái xu thế chung của thị trường. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin.